Lúc chúng ta còn sống, chúng ta có thể chia cho nhau miếng cơm manh áo. Nhưng khi cái bệnh đau và cái chết đến với chúng ta, việc này không có người thân nào chia cho chúng ta được hết. Không có tình nghĩa vợ chồng, con cháu gì mà chia chỗ này với chúng ta hết. Chúng ta nên xác thực đi quý vị. Nên xác thực đi. Chúng ta nói với vợ, vợ nói với chồng: anh à, em à, chúng ta còn sống đến với nhau vì tình cảm rất chân thật, lo lắng giúp đỡ cho nhau. Nhưng cuộc đời vô thường, chúng ta nhìn từ ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình, có những người đã ra đi rồi đó. Không có tình cảm người thân nào mà có thể phụ thở cho mình một hơi thở cả. Nói đây không phải để đá đổ cái tình người, nhưng chúng ta sống rất nhiệt tình. Nhưng chỗ đặc sắc hiểu biết là chính mình phải gầy dựng cho chính mình một cái tâm giải thoát. Gầy dựng chính mình một cái tâm giải thoát, để cuộc đời khi chúng ta gặp bất cứ một cái sự việc gì đến với mình, tâm giải thoát này là phương hướng, chúng ta rất nhẹ nhàng, không bị trần cảnh kéo lôi. Sự ra đi của chúng ta vô cùng tự tại, còn sống thì an, khi chết thì nhẹ. Cuộc đời như vậy tuyệt. Còn sống thì an, khi chết được vãng sanh. Người đủ thiện căn nhân duyên đi đến một ngôi chùa nghe giáo dục. Bao nhiêu người đi chùa quý vị coi, họ đi đến chùa này, đi đến chùa nọ, đi đến chùa kia, họ không đủ duyên như quý vị mà ngồi đây đó. Ngồi không được đó. Họ phải đi chỗ này, đi chỗ kia. Họ đi một chục năm sau, họ cũng không biết Phật Pháp là cái gì nữa. Vì họ chỉ đi cầu xin, đi đến chỗ này, đi đến chỗ nọ, đi coi chỗ này, đi nhìn chỗ kia. Khi thọ mạng đến bất tử, họ đâu có cái pháp gì để giải thoát. Tuy họ nghe Phật Pháp, họ biết Phật Pháp, nhưng họ không có thực hành Phật Pháp. Giống như đem chén cơm ra, chén cơm vô cùng ngon nhưng mà không ăn, no không? Quý vị là người biết Phật Pháp, biết mấy chục năm nhưng không dùng Phật Pháp, như vậy thì cũng như là đem cơm ra mà không được ăn, làm sao có lợi ích? Nên những đức viên, tất cả những người hiện tại quý vị có tâm hộ trì Phật Pháp, quý vị hộ cái gì trong thời này là quan trọng nhất? Quý vị hộ trì chính quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc là quan trọng nhất. Tất cả những việc gì làm được đều là tùy duyên hoàn toàn. Nếu thời khóa của tôi giờ công phu, tuyệt đối tôi không bỏ thời khóa công phu. Một cái việc gì mà có thể lôi tôi bỏ thời khóa công phu hết, vì đây là chỗ quan trọng nhất. Còn ngoài thời gian đó, thí dụ như tôi thấy khả năng tôi làm được việc đó thì tôi làm, chứ tuyệt đối tôi không có nói rằng hộ trì Phật Pháp cho người nào hết. Tôi điểm chính vẫn còn là kẻ phàm phu trong dòng sanh tử. Tôi chưa được giải thoát, vô thường đến với tôi bất ngờ. Ai là người giúp được tôi? Con đường này tôi phải sáng suốt niệm Phật, cầu Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chỉ có Phật A Di Đà mới giúp được tôi. Như vậy thì chỗ quan trọng nhất của tôi là niệm Phật, là hộ trì chánh pháp. Vì người niệm Phật này được giải thoát, họ được giải thoát làm cho nhiều người phát tâm học Phật. Đây gọi là hộ trì chánh pháp. Quý vị đi đầu này đi đầu kia muốn hộ trì người xuất gia, chỗ này chưa chắc. Vì sao? Vì chính mình có khi bất tử, mình có nắm được phần vãng sanh hay không? Con đường không được giải thoát, như vậy thì tất cả những việc tốt quý vị làm đều là hữu lậu hoàn toàn, trôi lăn lục đạo, không biết chừng nào có được thân người, và không biết chừng nào chúng ta gặp lại Pháp Môn Tịnh Độ. Nên người mà nghe Pháp Môn Tịnh Độ phải nhớ, những đức không kêu quý vị hộ trì những đức. Những đức chỉ khuyên nhau cái điều gì? Chúng ta phải cùng niệm Phật. Việc của những đức lo. Việc quý vị lo. Mỗi người, mỗi công việc tự mà lo, chân thật mà lo. Khổ, chịu khổ, vui, không dính mắc. Chân thật niệm Phật. Mục tiêu của chúng ta đến thế gian này phiên nhau niệm Phật. Những đức không kêu quý vị hộ trì cái gì cho những đức cả. Chỉ có những thờ tu rủ nhau cùng niệm Phật. Mục tiêu chính xác nhất là gặp nhau ở đâu? Ở cực lạc. À, đó.
Chúng ta phải nhớ rằng mình niệm Di Đà, ai hộ trì mình? Di Đà hộ trì mình. Người chân thật niệm Di Đà, người chân thật niệm Phật là Phật Di Đà hộ trì. Quý vị không tin Phật A Di Đà hộ trì sao? Nếu một người này chân chánh tu đạo, có tâm giải thoát, quyết chí tu hành, dù là người này không giao lưu với bất cứ một người nào ở thế gian, nhưng chính Đức Phật A Di Đà sẽ điều tiết một người hộ trì Phật pháp đến để gặp người này. Phật A Di Đà trong mộng sẽ nói với người này rằng ông phải đến ngay chỗ đó để hộ trì cho ông tăng đó, phải đến đó hộ trì cho ông tăng đó. Một lần đầu người này nghĩ rằng mộng mị, tiếp tục lần thứ hai báo: tôi đã nói rằng ông phải đi đến nơi đó hộ trì cho ông tăng đó, ông tăng đó ở chỗ đó đó là ở đó hộ trì. Nhất định Phật A Di Đà sẽ kêu người biết hộ trì đến hộ trì cho ông tăng đó. Tại vì ông này có tâm tu đạo, ông chân thật niệm danh hiệu của tôi, nên nhất định tôi là Phật A Di Đà, chính tôi phải hộ trì cho ông này. Vì ông này thế tôi để làm cái việc, cái chạm tiếp dẫn hướng chúng sanh về cực lạc, tin không? Đó. Nên mỗi một người Phật tử nghe chỗ này nhớ nha, lo mà niệm Phật cho tốt. Lo mà niệm Phật cho tốt, khi trong gia đình bất cứ việc gì xảy ra chúng ta tin nhân quả. Tại vì mỗi ngày mình đã gây dựng được công phu niệm Phật rồi, nên khi mình gặp cái chuyện đụng chạm vợ chồng, con cháu trong nhà mình, hoặc là sự việc gia đình mình rắc rối cái gì, mình sẽ tin nhân quả. Mình nói mình bây giờ đang luyện công, có công phu tu hành, nên có sự thử thách để coi cái tâm của mình gặp sự khổ đau có phiền não hay không, sự thương yêu có dính mắc hay không, kiểm qua coi cái tâm của mình nặng Ta Bà hay là nặng cực lạc. Đó, kiểm chỗ này nè, kiểm chỗ này mới thấy là công phu. Đừng có đi vòng vo. Những đức khi nói chuyện là nói những điều này rất thẳng, dù cho ai bực bội kệ người ta, nhưng trong lòng những đức nói rằng nói thẳng, nói thiệt. Vì tôi cũng là tăng mà, chứ tôi đâu có kêu hộ trì tôi. Trước mắt là tôi không chơi với ai hết, tôi chỉ chơi với Phật A Di Đà thôi. Tất cả những người về đây, chúng ta cùng chơi với Phật A Di Đà. Kẻ phàm phu này, quý vị không có quan niệm chính mắt nó. Chúng ta chỉ dùng cái miệng này phát âm, nói lại lời chư tổ chư Phật dạy, phiên nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc. Còn một ngày nào những đức có tào lao bất xế gì, kệ những đức, đây là chuyện của kẻ phàm tăng, nó lúc này lúc khác, chuyện này không có dính dáng với quý vị. Nên những đức không có chủ trương quy y, không có chủ trương xuất gia, không có chủ trương chùa cao Phật lớn. Toàn bộ là chủ trương gì? Niệm Phật. Đây là tiêu chuẩn chủ trương cuộc đời tôi đến thế gian này. Nên một ngày nào tôi kẻ là tào lao thì tôi đi vào tam đồ ác đạo. Còn bây giờ tôi tu được, tôi khuyên quý vị niệm Phật, thì quý vị cứ chân thật mà niệm Phật. Một ngày nào tôi tào lao đó là chuyện tào lao của tôi, còn quý vị cứ chân thật mà niệm Phật. Đừng bao giờ nói rằng ông thầy ông bỏ niệm Phật rồi mình cũng bỏ. Như vậy thì ông thầy đi vào địa ngục, quý vị cũng đi vào địa ngục hả? Ngồi suy nghĩ đi. Ông thầy đi đâu đó là chuyện của ông. Chúng ta phải có một phương hướng, vì mạng mình phải biết lo. Ông đi đâu thì đi, tôi nghe lời ông khuyên niệm Phật là đúng rồi. Như vậy tôi quyết chí niệm Phật, còn ông đi đâu đó là chuyện của ông. Những đức không bao giờ có chủ trương rằng chúng ta đi đâu phải kéo người ta đi theo. Tôi đi đâu tôi cũng tính lắm. Con đường này tôi đi, nếu mà có thể đi về cực lạc được thì tôi sẽ rủ nhiều người đi. Nếu tôi mà lúc nào chuyển qua cái tâm của kẻ phàm tục, mà tôi có những cái tư tưởng tu không được mà tâm loạn bên trong, thì tôi biết những đức ơi, mày đã trở thành kẻ phàm tục, lúc này tu không được rồi. Như vậy thì ý nghĩ việc làm mày sẽ sai lầm, từ nơi đó nhất định sẽ không nói nữa, không dẫn dắt người ta đi sai lầm. Vì lỡ có đọa lạc cũng là một mình mày đọa lạc, nhẹ nhàng hơn. Nếu mà dẫn dắt nhiều chúng sanh đi đọa lạc, như vậy thì sự đọa lạc của mày rất là sâu. Những đức sẽ tức khắc ngưng lại liền. Còn nếu như lúc nào kiểm qua tâm thấy mình có thể quyết chí đi về cực lạc và phiên nhau đi về cực lạc, như vậy thì tiếp tục mà nói. Còn nếu lúc nào mà tu không được, nhất định sẽ không nói. Vì sao? Dẫn dắt nhiều người đi sai lầm, sự đọa lạc của mình không có ngày ra. Đây là điều xác thực, vì mình phải biết thương mạng mình chứ. Đọa lạc lỡ đọa nhẹ chút vẫn còn đỡ hơn là đọa quá nặng. Nó những đức rất là mong nhiều anh em cùng xuất gia một thợ những đức phải cố gắng dụng công mới phiên người được ta được, chứ đừng tầm bậy tầm bạ là mình dẫn dắt đi sai đường là chết.
Nên người Phật tử tu hành, những đức muốn đưa cho quý vị một tư tưởng là hiểu biết. Dù mình là quy y với một người nào đi chăng nữa, quý vị phải hiểu biết nhau. Nhớ, thí dụ như mình quy y với một vị thầy, vị thầy này là người xuất gia, chứng minh trong tăng đoàn khi Đức Phật á, nhập Niết Bàn rồi, đệ tử Đức Phật cũng nhập Niết Bàn hết rồi. Vậy thì giờ người xuất gia kế tiếp là chứng minh cho mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để mình lo tu đạo. Chúng ta quay về với Phật Pháp, thay đổi cái quan niệm sai lầm của mình để quay đầu tu học. Đó gọi là quy y. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết nói rằng chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng toàn bộ là quy y chính mình. Phật, Pháp, Tăng trong tâm mình, tự tánh của mình mà mình quy y. Còn bây giờ chúng ta quy y với một người là người này muốn xỏ mũi, buộc dây chúng ta lại, đúng không? Sự quy y này là sự quy y có ý nghĩ sai lầm. Nếu một người xuất gia quy y cho người mà nghĩ rằng mình muốn có nhiều tín đồ và mình nhiều Phật tử, như vậy thì sự quy y này là kẻ phàm tăng thật sự quá sai lầm. Vì sao? Vì chúng ta không có cái tư tưởng là đem giáo pháp truyền trao để cho người ta giải thoát, mà mình muốn cầm dây để buộc nhiều người, để khi mình cần cái gì để có nhiều người cung phụng cho mình. Đây là sự sai lầm vô cùng to lớn. Phải nhớ rằng chúng ta là muốn truyền Phật Pháp, nên đại diện tăng đoàn quy y cho người, đem cái sự quy y đó chỉ rõ cho người ta để mà y theo giáo pháp mà tu học, vì là đúng. Còn nếu như người Phật tử quy y với một vị thầy nào mà cái pháp vị thầy đó đưa ra mình tu không được, mình có quyền chúng ta đi tu học bất cứ nơi nào mà mình thấy cái pháp tu này mình phù hợp mà có thể hướng mình đi đến chỗ giải thoát được, thì mình cứ là đi đến nơi nào đó mình tu. Còn nếu như người thầy đó nói rằng lúc này con bỏ thầy cái này cái kia, thì chúng ta đã biết rồi, trong tâm mình biết ông thầy này là cảnh giới nào rồi. Chúng ta biết nhưng khỏi cần nói, chúng ta biết thầy của mình là cảnh giới nào rồi, thì chúng ta biết liền. Vì sao? Vì ổng nói một câu rằng là con bỏ thầy sao? Trong lòng mình nói rằng thầy ơi, thầy trò chúng ta chỉ có đủ duyên gặp nhau ở thế gian này gặp Phật Pháp thôi, chứ con đường ra đi là thầy trò chúng ta mỗi người có cảnh giới ra đi khác nhau, làm gì có cái chuyện bỏ nhau hay không bỏ nhau thầy. Nếu thầy trò chúng ta mà chịu niệm Phật, thầy trò chúng ta hẹn ở thế giới cực lạc mà gặp nhau, đây mới là chỗ thật chắc mà chúng ta ở bên nhau. Còn ở thế gian này bỏ hay không bỏ gì thầy, sớm muộn gì thầy trò chúng ta cũng xa nhau thôi thầy à. Không? À, người xuất gia mà nói câu đó là quý vị biết cảnh giới gì rồi đó. Mình phải hiểu, những đức muốn đưa cho quý vị một tư tưởng để quý vị phải hiểu biết. Những đức không bao giờ kêu quý vị là kẻ mù mờ để những đức xỏ mũi nắm đầu mà kéo đi, không phải. Mình là người tu đạo, người xuất gia mà làm điều này là tội lỗi. Nghĩ người ta là người không hiểu, hăm dọa người khác, làm những điều cho người ta sợ hãi để cho người ta cung phụng mình, đây là điều đọa lạc của mình không có ngày ra. Những đức là đem Phật Pháp đưa cho quý vị để quý vị hiểu biết. Mong quý vị mỗi người đều có thể hành giáo pháp, là một con người có thể đầu đội trời chân đạp đất được, không có làm nô lệ cho ai hết. Chúng ta chỉ có là người học Phật chân chánh. Nhà mình ở, việc mình làm, sự nghiệp mình lo, gia đình mình phải bồi dưỡng cho tốt. Mình học Phật như vậy là đúng rồi, nhưng mục tiêu trong tâm của mình là mục tiêu gì? Mục tiêu khi bỏ báo thân này, con phát nguyện cầu sanh cực lạc. À, đây là tiêu chuẩn nha. Còn tiền bạn giữ trong túi, chứ không phải nói rằng việc này làm công đức thù thắng, công đức thù thắng. Không có công đức gì thù thắng bằng niệm Phật hết. Đi đến chùa này không cúng một cắc cũng được nữa, chỉ cần chịu niệm Phật là được rồi. Chỉ cần niệm Phật thôi. Thí dụ như đây ngồi 2.000 người đi, chỉ cần quý vị chịu niệm Phật. Thí dụ như những đức nói khéo khéo 2.000 người này mỗi người cúng miếng, đúng không? Những đức khuyên vị chân thật mà niệm Phật đi. Trong số lượng 2.000 người này, Phật A Di Đà phái một vị đến đây, một vị đến đây cúng một người thôi, thì có thể 2.000 người này có cơm ăn rồi đó, để niệm Phật rồi đó. Đặc sắc lắm, mà làm cho 2.000 người này lòng tin với Phật Pháp đặc biệt, lòng tin của họ càng cao. Tại vì chúng ta nói Phật Pháp là trí tuệ, là phước duyên,
thù thắng. Người ta mới đi đến chùa chưa gì hết là mình đã hỏi tiền người ta là ông trí tuệ phước duyên gì tôi không biết đó nghe. Ông có phước gì mà ông gặp tôi mà ông hỏi tiền? Ông là người có phước, tại sao ông lại hỏi tiền tôi? Đó, quay ngược lại câu hỏi. Ông nói Phật pháp là có phước gì sao ông hỏi tiền tôi? Nếu Phật pháp là có phước, tôi phải tự phát tâm, dù ông cấm cúng tôi cũng phải cúng. Như vậy thì mới gọi là có phước, tôi mới kính Phật pháp. Còn cái này Phật pháp lị tôi, năn nỉ tôi, cầu xin tôi để cúng dường, Phật đố mà có phước. Đây là người học đạo làm cho Đức Thích Ca Mâu Ni mất mặt, trong khi Ngài là Thái tử mà bỏ cung vàng điện ngọc, của cải vật chất là không mang đến. Còn chúng ta đi xuất gia cuối cùng làm nô lệ cho đồng tiền, đi nai nỉ cầu xin Phật tử cúng dường, làm tôi mọi cho họ, cho họ chỉ đầu này thì đi, chỉ đầu kia thì đi. Đây là sự diệt pháp. Quý vị phải nhận thức được, những đức là kẻ ngốc đi tu 10 năm, những đức cũng đâu có làm chuyện đó đâu. Mỗi ngày những đức vẫn có cơm ăn, 10 năm nay không thiếu cơm một ngày, ngày nào cũng có cơm ăn, sống vô cùng tự tại. Như vậy thì cứ tiếp tục mà tu, không biết tiến tới đâu, nhưng mà tôi thấy mỗi ngày rất an tâm, rất vui. Quý vị muốn vui không? Muốn vui thì cố gắng niệm Phật. Ừ, 10 năm tôi chỉ có niệm Phật không à. Nếu cuộc đời những đức mà hành đạo như vậy cho đến khi chết luôn cũng để là một tấm gương đặc sắc. Quý vị biết tấm gương gì không? Một đời đi tu chỉ có niệm Phật, không có đi tìm ai hết, chưa từng đi đâu hết. 10 năm chưa từng đi đâu, chỉ có nghe những cái gì người ta đi lụm lặt gì hay hay, thấy cái đó hay tôi lụm. Ngộ người ta bỏ nghe, người ta đi lụm đồ ngon rồi vậy mà người ta bỏ, người ta không chịu ăn. Những đức là kẻ ngốc ngồi một chỗ mà cuối cùng người ta đi ngang, người ta vứt đồ ngon vào cái bát của những đức. Những đức nói A Di Đà Phật đồ ngon. Đồ ngon mà sao bỏ? Cho tôi hả? Này tôi không cần ăn đâu, tôi ăn đồ khác à. Vậy thì tôi ăn. Cuối cùng ăn thấy ủa sao cái món này ngon dữ vậy ta, ngon quá ngon là sao người ta không ăn? Thì cuối cùng mình ăn rồi mình thấy nó ngon, ngon rồi mình biết trân quý. Vì cuối cùng 10 năm nay ăn có một câu thôi, câu A Di Đà Phật thôi. Ăn 10 năm thấy chưa? Nó sự chia sẻ Phật pháp của những đức, quý vị thấy toàn bộ là cái gì? Là hành trì, làm rồi thấy trong đó. Nên những đức từng nói câu là từ thô tâm niệm Phật niệm lâu tế diệu, từ ngu ngốc niệm Phật niệm giết phát sinh trí tuệ, thọ mạng ngắn niệm Phật thọ mạng kéo dài, thân thể bệnh đau chân thật lo niệm Phật cơ thể càng ngày càng tốt, sắc diện xấu xí hô hốc niệm Phật từ từ miệng găng bằng lại. Thôi ơi, đây là điều xác thực mà. Không tin hả? Bấm lên mạng coi cái bộ phim của 5 năm về trước giảng kìa. Thôi ơi, phải hô hấp không? Ôm nhơm ôm nhách đi ngang con bồ cào vậy đó. Thôi ơi, bây giờ quý vị thấy không? Dù cỡ nào đi chăng nữa cũng không có hô bao nhiêu hết đúng không? Bây giờ dù có chu ra đi chăng nữa nó cũng không hô bao nhiêu nữa. Mà có những người á, họ gặp như đức họ nói thầy càng chu hô chừng nào thì nó càng có duyên nữa thầy ơi. Rõ ràng hô duyên. Nhờ niệm Phật mà hô duyên xuất hiện luôn. Nên những đức nói với vị nghe chân thật cái câu nói này của Đại Đức Thích Giác Nhà ngày xưa đã từng nói: người niệm Phật lé thì có duyên theo lé, hô thì có duyên theo hô, lùng thì có duyên theo lùng, si cầu que thì có duyên theo si cầu que. Người niệm Phật hạng người nào niệm thì có phước duyên theo hạng người này. Bạn chân thật niệm đi, nó sẽ có phước duyên đó. Quý vị suy nghĩ rằng nói chuyện đơn giản mà ai cũng nghe được là gì ngay chỗ nào? Nhờ cái duyên của Phật A Di Đà, chúng ta lấy duyên Phật A Di Đà làm nhân địa tu hành của chúng ta nên chúng ta có duyên đó. Không có duyên quý vị ngồi đây làm chi ạ? Ôi nghe mà cảm thấy thích mới ngồi đây chứ, đau chân chứ bộ giỡn hả? Ngồi chút cũng đau chân chứ, nghe không? Có đau chân thì cho thẳng chân ra đó.
Nên đau chân mà nói con muốn thẳng chân ra, mà thẳng chân thì sợ bắt kính. Bắt kính cái gì, con đau chân muốn chết luôn, cứ quay tới quay luôn hoài mới bắt kính. Đau thì thẳng chân ra chứ lỗ tai chân thật mà nghe thôi. Rồi về hành trì thôi là cung kính rồi đó. Chứ hình thức làm chi mà chịu không nổi. Như những đức mà bắt, như đức ngồi mà đau chân quá, như đức cũng thẳng chân ra nữa. Trước mặt các vị hòa thượng, các vị hòa thượng nói con bắt kính, chắc chắn các vị hòa thượng có nói vậy đâu. Chỉ có những người chấp nhất mới nói vậy. Còn Phật, Phật làm sao nói vậy? Phật biết hết trơn, nói cơ thể của chúng sanh đau đớn quá, phải cho người ta thoải mái một chút chứ. Thấy không? Quý vị coi cái thời đại hôm nay á, chúng ta sống phương tiện, cái gì cũng là nương vào tha lực hết trơn á. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ đi, hoàn toàn chúng ta bây giờ sống nương vào tha lực nhiều á. Còn ngày xưa nghe quý vị, cái tự lực chúng ta nó cao lắm. Thí dụ như ngày xưa chưa có điện đi, quý vị thấy không, bằng đêm chúng ta mò đường chúng ta đi là tự lực đó. Rồi chúng ta dùng á, cái sức người để làm nhiều nên là gọi là tự lực đó. Quý vị thấy ngày xưa người ta dùng con người để mà làm cài, để cài đất là tự lực đó. Sau này từ từ mới dùng máy cài thì tha lực. Rồi bây giờ chúng ta càng ngày càng phát triển nhiều công cụ, đến cắt lúa bây giờ mà cũng có máy cắt nữa, tha lực nè. Rồi chúng ta bước ra đường cái có xe hơi đưa đi là tha lực, ngày xưa đi bộ là tự lực. Rồi nhiều thứ phương tiện bây giờ leo lên máy bay tha lực. Hoàn toàn bây giờ chúng ta là hạ cấp. Trong thời mạt pháp chúng ta càng ngày càng yếu kém, nên hoàn toàn sống hiện tại đều là nương vào tha lực. Như vậy thì bạn niệm Phật á, nếu mà bạn quá khổ, bây giờ người ta cũng không tu, nhưng mà quý vị đưa cho người ta một câu ai vậy là Phật không có khổ gì hết. Chỉ cần chân thật niệm muốn về thế giới cực lạc, hoàn toàn chúng ta đều nương vào tha lực. Chúng ta chỉ cần chịu niệm A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Đây là lời nguyện của Ngài. Nếu Ngài không tiếp dẫn, cái người chân thật niệm Phật mà muốn sanh về cực lạc, Ngài không tiếp dẫn thì Ngài nói rằng ta sẽ không thành Phật. Đó. Một câu A Di Đà Phật này hỏi niệm như thế nào thầy? A Di Đà Phật. Con chân thật hỏi thầy thêm lần nữa, niệm sao? A Di Đà Phật. Con vẫn chưa tin, sao dễ quá vậy? Niệm sao thầy? A Di Đà Phật. Miệng méo thì niệm theo A Di Đà Phật méo, mà câu A Phật không méo, chỉ có cái miệng méo thôi. Miệng nhỏ thì niệm A Di Đà Phật cũng được, miệng rộng thì niệm A Di Đà Phật cũng được, sức môi thì niệm cũng được, ngọng nghịu niệm cũng được, miễn làm sao trong tâm của mình là A Di Đà Phật. Như vậy thì Phật A Di Đà nói rằng chân thật niệm đi con, ta tiếp dẫn. Đó. Rất là dễ, không chịu làm cái dễ, đi lo ra cái khó à, nên nó rất là dễ. Niệm Phật là đại cầu an. Có một câu chuyện này, trong thờ của thầy Lý Bỉnh Nam, có một bà lão này mỗi tuần đi đến nghe thầy Lý Bỉnh Nam là thầy Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết. Trong xóm bà chỉ có mình bà là người tin Phật, học Phật. Chòm xóm ta cũng cười chê nói nhà nghèo đặt học Phật. Thì có một ngày nọ, cháu của bà còn nhỏ có mấy tuổi, thì nó chạy chơi cái bị heo nái, nó chạy nó đụng bé bất tỉnh. Rồi vài ngày sau bé chết đi. Bé chết đi xong rồi ngày mai là ngày đi chôn bé. Tối đêm đó bà cụ nhớ thương cháu mình ngủ không được, thì bà quỳ trước bàn thờ Phật. Bà thưa thỉnh với Phật A Di Đà rằng: Phật ơi, sớm này chỉ có một mình con á, là tin Phật niệm Phật thôi, nhiều người cười chê con lắm. Bây giờ cháu con bị tai nạn gì chết nữa thì sớm này ai mà tin Phật nữa, người ta còn cười chê con nữa Phật à. Ngài gia hộ cho cháu con chứ, cái tình trạng này thì làm sao mà người ta tin Phật. Thì bà lại Phật xong bà cầu xin bà nói vậy. Mà bà nói nó đúng, tại sớm có mình bà tin Phật. Nhưng mà đây là nhân duyên để mà hóa độ chúng sanh ở nơi đó. Thì bà vô bà nằm mà bà cũng ngủ chưa được. Thì tự nhiên sao bà thấy có một cái luồng hào quang chiếu vào cái nhà bà. Luồng hào quang sáng lắm, vừa chiếu vào cái thì đứa bé nó khóc lên. Thì gia đình của bà và con bà
chạy vào coi cháu thì cháu bó chiếu là chuẩn bị sáng đi chôn á. Vậy mà cháu nó dễ dùng, nó chui ra, nó tỉnh lại. Nó khi đọc qua câu chuyện này, quý vị thấy rằng một câu ai với đạo Phật là phải đại cầu an không? Nó rõ ràng. Nên mình mà chân thật tin Phật đi, không phải niệm Phật mà không chết. Nhưng nếu thọ mạng chưa hết, niệm Phật sẽ tiêu nghiệp hết bệnh, đây là đại cầu an đó. Phải tin, chân thật mà tin. Còn có một câu chuyện này nữa. Cái chú này, ông làm nghề trong lò than. Bà mẹ là ở nhà, mỗi ngày bà mẹ cứ niệm Phật. Thì cái bữa đó bà cụ bà đang niệm Phật vậy đó, thì cái thời gian đó con của bà ở lò than nó cũng đang làm. Tự nhiên nó nghe cái câu là kêu là đi về đi, kêu cái người con trai này đi về nhà đi. Mà kêu 2-3 tiếng vậy, người con này chạy ra ngoài kiếm coi ai kêu vậy, mà không thấy ai hết. Cuối cùng thì người con này nghĩ rằng mẹ mình 70 tuổi rồi, không lẽ mẹ mình ở nhà có vấn đề gì sao ta, mà nghe cái tiếng kêu vậy. Thì người con này quyết định là xin chủ là cho xin nghỉ phép về thăm mẹ. Quý vị biết rằng khi người con này xin xong rồi cuốn đồ là đi về liền, là vừa bước ra khỏi cái lò than có hình như là 100-200 thước vậy thôi, thì ngay cái căn phòng đang ở đó tự nhiên nó sập xuống một cái âm ngay căn phòng đó luôn. Thì cái câu chuyện này ghi rằng là nhờ mẹ niệm Phật mà có thể chuyển hóa nghiệp quả cho con. Không, cái niệm Phật mà có cảm ứng là do ngay chỗ nào vì biết không? Là do chính bà mẹ này lo niệm Phật thôi, chứ không phải là bà mẹ này mỗi ngày niệm Phật mà cầu cho con. Cầu cho con là cái sự cảm ứng nó kém hơn. Là cái chuyện bà thành tâm niệm Phật là nó có sự chuyển hóa rất là đặc biệt. Chính mình niệm Phật sẽ giúp cho người thân mình được luôn. Có một cái cô này nè, cổ mang thai như Đức Thường kể đó. Khi bác sĩ khám là cổ có mang thai 2 đứa con, mà bác sĩ nói là 2 đứa này bị dị tật hết. Khi sanh ra là bại não, mà hình tướng ghê gớm lắm. Thì cô học Phật, cô đến chùa mình qua nè. Xong có nghe quý vị, cô đến cô gặp những đức nói rằng là cô có chân thật mà niệm Phật, chắc chắn đứa bé trong bụng thì cái nghiệp nó như vậy. Nếu cô chân thật mà cô niệm Phật là nó chuyển cái nghiệp của con cô chắc chắn luôn, trong kinh Phật cũng vậy mà. Cô chân thật mà cô niệm Phật đi, cứ tiếp tục mà niệm Phật. Nó không chết mà mình đi bỏ nó là mình mang tội giết nó. Từ khi nó chết thì thôi, còn cái việc nó không chết, dù mình có sanh ra cũng là mình phải trả nợ cho nó mới là đúng nguyên lý. Chứ không phải là nó xấu gì đi giết nó, còn đẹp mới sanh ra. Nguyên lý như vậy là chúng ta làm không đúng, đúng không? Nên những đức khuyên cô tin quý vị. Cô niệm Phật nè, nói với các bạn cô ở phương xa, mỗi người niệm Phật hồi hướng cho cô nè. Quý vị biết rằng đó nghe, cô sinh ra 2 đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái quý vị. 2 đứa đẹp lắm, có bại não gì đâu. Bây giờ nó lớn lên nè, thường đi đến đây học đệ tử quy hoài nè, thông minh lắm, nó đẹp lắm. Đó rõ ràng không? Bác sĩ coi rõ ràng trong bụng là bị bại não đó. Vậy mà niệm Phật á, vậy mà chuyển cái bệnh bại não của cháu sanh ra rất đẹp luôn đó. Nên những người mà mình mang thai á, mình phải thường niệm Phật, chân thật mình niệm Phật đi. Mình niệm một câu ai với đạo Phật này á, đều có cầu an hết luôn, rồi có cầu siêu luôn. Rồi có một câu chuyện nghe quý vị. Cái cô này chồng cũng chết 3 năm mà cô thương nhớ chồng quá. Nghe câu chuyện này mình rút kinh nghiệm nghe quý vị. Thương nhớ chồng quá, cô khóc hoài. Cô ra mộ phần của chồng, cô khóc la ngoài đó. Xong tự nhiên cô về nhà lại, mà 3 năm rồi đó quý vị, mà cô vẫn còn nhớ chồng thương khóc hoài vậy đó. Thì bữa sau lại, cô tự nhiên cô có nói nhảm nói hoài vậy đó. Rồi gia đình của cô cũng biết học Phật, rồi mời một người mà biết Phật Pháp cũng hiểu nhiều đến. Thì tự nhiên cái miệng của cô nói gì nè, ông Lâm ổng kêu tôi đi, ổng kêu tôi đi theo ổng. Thì cái người học Phật kia mới hỏi gia đình là ông Lâm là ai. Thì mới nói rằng là ông Lâm là chồng cô này, kêu đi theo là nếu đi theo là chết đó, ổng bắt hồn đi đó. Thì cái cô học Phật này cổ mới nói rằng á, ông Lâm ơi, ông mất 3 năm nay á, vợ của ông không bước thêm bước nữa, mà bà sống như vậy, bà nuôi con 2 đứa và thêm nuôi mẹ của ông,
ông mà bắt bà đi thì con ông ai lo, mẹ ông ai chăm? Rồi người mẹ nghe như vậy, người mẹ cũng nói: con ơi con mất sớm như vậy, mẹ đều nhờ vào đứa con dâu này không à, mà con bây giờ đến đây con muốn bắt nó đi, rồi mẹ sống sao đây con? Con thương mẹ hả? Con mà như vậy là mẹ buồn con lắm đó nghe con. Và mẹ bà nói vậy đó. Rồi cái người mà biết học Phật này mới nói rằng: ông Lâm ơi, tôi khuyên ông thế giới cực lạc tốt lắm, ông nên chân thật mà ông niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc đi. Cái ái tình ở thế gian này khổ lắm ông à, ông đừng có lưu luyến cái cõi này, nó khổ lắm. Đức Phật A Di Đà đã phát lời nguyện rằng bất cứ một chúng sanh nào chỉ cần nghe qua danh hiệu của ngài, chịu niệm danh hiệu của ngài, cầu sanh về thế giới của ngài, nhất là những người đã bỏ thân rồi, chư hương linh mà nghe được, chỉ cần phát tâm niệm Phật thì nhất định Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn, còn dễ hơn người còn sống nữa. Vì người còn sống họ còn vướng víu cái thân, còn quý vị đã bỏ thân rồi, từ nơi đó chỉ cần phát tâm, đừng có dính líu cái cõi ta bà này, đừng có mang cái tâm hận thù đòi nợ, đừng có tâm ái nhiễm dính mắt, chỉ cần chịu niệm danh hiệu của ngài là tức khắc Đức Phật A Di Đà sẽ phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn về thế giới cực lạc liền. Thì cái người học Phật này mới khai thị cho cái hương linh ông Lâm đó, ông nghe. Ông nghe xong một cái bắt đầu là ông niệm Phật liền. Thì cái bà vợ này nó cùng cái tần số với ông á, và thấy rằng là Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn ông. Thì cái người vợ này nói rằng: Tam Thánh đến rồi, Tam Thánh đến rồi, tiếp dẫn ông Lâm về cực lạc rồi, về cực lạc rồi. Gia đình cung niệm Phật lên. Khi mà những đức đọc qua câu chuyện này thì những đức có thể nhận thức rằng câu chuyện này đúng pháp. Vì sao vị biết không? Vì cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà chỉ cần người này chịu niệm, nhất là chư hương linh chịu niệm và muốn về, thì nhất định Phật A Di Đà tiếp dẫn về cực lạc. Đó. Nên trong một cái pháp hội gì nè, có nhiều thai nhi đi đến đây lắm đó. Tại vì nhiều người đàn bà ở đây phá thai, nên quý vị đi đâu là thai nhi đi theo đó. Quý vị đang ngồi nghe pháp ở đây nghiêm túc thì thai nhi cũng đang nghe nghiêm túc. Có một đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết đó, có người nhập xác nói Hòa Thượng Tịnh Không một câu rằng: con ở nhà con á, con nghe pháp không có nghiêm túc đâu, pháp của ngài giảng hay lắm mà cha mẹ của con ngồi nghe đó, ngồi nghiêng tới nghiêng lui nghe không nghiêm túc, con cũng nghe theo không nghiêm túc luôn. Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết ngài nói gì nè: người ta không nghe nghiêm túc, con phải nghe nghiêm túc, vì cái cảnh giới của con càng khổ, con phải nghe nghiêm túc để niệm Phật cầu sanh cực lạc chứ. Nên quý vị nghe rõ ràng không? Mình nghe không nghiêm túc, người ta nghe không nghiêm túc. Người ở đây có người nào mang cái nghiệp khóa thai nghe những công đoạn này, quý vị cố gắng nghiêm túc để thai nhi nghiêm túc mà nghe, để mình có công đức, các cháu cũng là nương theo mình để mà tu. Mình á, là mẹ lỡ khóa thai thì thai nhi luôn luôn đi theo mình. Mình đi vô chùa, cháu đi theo vô chùa. Nghe như vậy các cháu mừng lắm, các cháu trong lòng nói rằng: nghe thầy nói con có phương hướng về cực lạc giải thoát hả thầy? Ở thế giới cực lạc vui không thầy? Trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Phật dạy thế giới cực lạc là cùng cực an lạc. Tiếng khổ còn không nghe chứ đừng nói chi là có cái khổ. Muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại trong một niệm là đi mười phương chư Phật để cúng dường cho Phật thiệt. Cảnh giới này tuyệt lắm các con, mà không già, không bệnh, không chết luôn. Các con về cảnh giới đó đặc biệt an vui lắm. Nên chư thai nhi hương linh mà chưa siêu thoát mà nghe như vậy rồi, nên nắm bắt cái cơ hội nghe như vậy rồi mình chân thật mà niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Nên những người mẹ, người cha lỡ mình đã từng phá thai gì nghe, nhớ nghe không? Phải nghiêm túc nghe pháp niệm Phật. Từ nơi đó đó mà những cái câu chuyện mà những đức kể này đó, là có thể người chúng ta nghe được và tin rằng một câu A Di Đà Phật là đại cầu an, một câu A Di Đà Phật là đại cầu siêu. Một câu Phật hiệu này tuyệt, tuyệt vời. Cứ nắm cho chắc. Không nắm chắc câu Phật hiệu này, Phật pháp hiện tại quý vị nắm được chỗ nào? Vô được chỗ nào nổi? Vì vô được chỗ nào nổi, vì ngồi suy nghĩ đi. Vô không nổi. Chư Phật chư Tổ đã dạy rằng tụng kinh không bằng trì chú không bằng niệm Phật. Vì sao gọi là không bằng? Vì phương tiện kia khó, phương tiện niệm Phật dễ. Niệm Phật chỗ nào cũng niệm được. Tụng kinh, quý vị đi vô nhà vệ sinh tụng được không?
bắt tiện đúng không? Trì chú vô nhà vệ sinh trì cũng bắt tiện đúng không? Như vậy mà câu Phật hiệu này, quý vị ngồi trong nhà cầu, giặt đồ, đi vệ sinh đều là có thể nhép môi niệm Phật được, nên gọi là niệm Phật thù thắng nhất. À, cái pháp môn tịnh độ này là đại pháp mà, đại pháp mà thu nhiếp tất cả chúng sanh khi nghe mà tiếp nhận. Có một đoạn chư tổ nói nghe, một người này hung bạo dữ dằn, không tin Phật pháp, như vậy mà người này nghe qua tai một câu A Di Đà Phật mà cái miệng tự nhiên niệm A Di Đà Phật, chỉ có niệm một câu thôi. Như vậy mà một câu Phật hiệu mà người này niệm lên một cái là chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị nghĩ đơn giản không? Nhận đức tin đó. Vì sao tin? Quý vị tụng trong kinh A Di Đà đi. Sáu phương chư Phật là đại diện đó nghe. Đông Tây Nam Bắc trên dưới sáu phương, mỗi một phương là hằng hà sa chư Phật, thế giới chư Phật. Đều dùng tướng lưỡi rộng dài tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà có nghĩa là tán thán người niệm A Di Đà Phật. Như vậy thì người này dù ác cỡ nào ác, nhưng mà cái miệng niệm A Di Đà Phật thì chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Họ đều là tán thán người này. Người này tuy đời này ác, nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp người này đã được sự giáo hóa của Phật A Di Đà rồi. Từ nơi đó mà người này bây giờ cái miệng có thể niệm một câu A Di Đà Phật. Còn nếu như quý vị mà hàng ngày mà cầm cái máy bấm niệm Phật suốt, máy nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngày ngày mà cứ niệm như vậy hoài, thì quý vị tụng trong cái chương kinh thứ 10 của kinh Vô Lượng Thọ đi, nhóm A Xà Vương Tử vừa nghe Đức Thích Ca Mâu Ni nói về thế giới cực lạc thì trong tâm của họ vừa nghe một cái là họ bắt đầu là phát tâm rằng con phát nguyện cầu sanh về thế giới cực lạc, con phát nguyện con phải hình tướng giống hệt Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni biết liền và thọ ký cho họ, nhất định các người sẽ thành Phật giống hệt Phật A Di Đà. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng họ đã cúng dường rất là nhiều chư Phật trong vô lượng kiếp, gọi là 4 ức Phật, 40 ức Phật hay gì đó, trong vô lượng kiếp cúng dường nhiều như vậy, nên họ vừa mới nghe ta nói về thế giới cực lạc thôi thì bắt đầu là thiện căn của họ hồi phục lại liền và tin và phát tâm về thế giới cực lạc liền. Như vậy thì mỗi một người đang ngồi đây mà quý vị cái miệng này có thể niệm Phật và nghe câu Phật hiệu mà thích đó nghe, chắc là chúng ta cũng không dám bị nhóm A Xà Vương Tử, nhưng mà bèo bèo gì chắc chúng ta cũng là 20 ức Phật mình cũng vừa quá. Nó thì thấy không đơn giản đâu. Còn nếu như mà không đủ thiện căn đó nghe quý vị, nghe một cái là nói sao, tắt, nhức đầu muốn chết luôn à. Nó thí dụ như đi mình nghe pháp mình nghe mình thích đúng không, mà có những người họ tự nhiên họ nghe nói ông thầy nói ông sùm chân tắt đi, trời ơi tôi đang nhậu tôi đang ăn thịt mà ông nói hoài tôi bực bội quá, tắt đi. Nó gọi là sở chi chướng nặng. Đây là chúng sanh ở trong tam đồ ác đạo mới lên, nó nghe Phật pháp nó đâu có chịu nổi. Nghe tụng kinh một cái là tự nhiên nó muốn bung não vậy đó, nghe tụng kinh chịu không nổi. Còn mình nếu mà đủ thiện căn mình nghe kinh một cái là trời, mình thấy nó say sưa. Mà có những người mà cảm xúc đặc biệt lắm. Còn nếu mà cái nghiệp lực nặng nề chúng sanh trong tam đồ mới lên đó nghe, thì quý vị biết cái sở chi chướng họ quá nặng đó. Họ nghe kinh nghe niệm Phật một cái là họ nói tắt, tắt đi, nhức đầu lắm rồi, bà mà bắt nữa tôi đập cái máy đó. Thấy không? Thì biết rồi, chúng ta A Di Đà Phật. Thôi tôi biết ông ở đâu lên đây rồi đó. Tôi biết rồi, thôi tôi không có buồn trách ông đâu. Nó nhẫn thôi, nhẫn điều vinh nhục tấm thân yên mà, nhẫn việc hơn thua chánh lị phiền, nhẫn những kẻ đó là kẻ thiếu căn thì lòng đại độ, nhẫn điều dục vọng đắc thần tiên. Mình tu mình phải luyện chữ nhẫn chứ. Nên mấy bà là tu nhiều, tại vì mấy bà khổ nhiều. Mấy ông tu ít vì mấy ông khổ ít. Mấy bà tu nhiều nhưng mà có cái mấy bà ưa dặn cũng nhiều nữa.
buồn cũng nhiều nữa. Tu thì cũng tu giỏi lắm mà giận thì cũng giận nhiều nữa, buồn cũng buồn nhiều nữa, mà chấp cũng chấp nhiều nữa. Đúng rồi, cái gì cũng nhiều hết, thì thôi cố gắng tu nhiều đi, xớt qua xớt lại nó đỡ một chút. Nó nên các ông thì mấy bà thấy lai rai vậy đó, nhưng mà các ông mà chịu tu là mấy ông tu dữ lắm. Ồ, người đàn ông có cái phước duyên của họ tu nhiều kiếp lắm mà được làm đàn ông. Mấy bà là tu kém lắm, mấy bà mới làm đàn bà đó. Tính vào cái phước duyên, quý vị coi trong kinh đi. Người đàn bà là có tội nhiều mới làm ăn thân đàn bà. Đàn bà có nhiều cái thiệt thòi đúng không? Thân thể mình không biết hả? Bao nhiêu năm chịu khó chịu khổ đúng không? Nội mà mình thấy mà gọi là mỗi tháng kinh nguyệt thôi là mình thấy mình khổ rồi đúng không? Khổ vô cùng bay hay nữa. Có khi mà mình cảm giác mình ê chề bản thân mình luôn mà. Nó gọi cái tâm mình không biết à. Sự ái nhiễm nó cũng nặng nề hơn đàn ông nữa. Nó thầm kín vậy thôi chứ nó dữ dằn lắm. Từ nơi đó mấy bà cảm giác và biết được rồi, tự nhiên mình sẽ siêng năng mình lo tu liền. Mình thấy ôi ôi, mình mà đời này qua chắc là mình đi xuống dưới địa ngục qua. Mình biết mà, mình diễn diễn cảnh trước mặt người mình dịu dàng vậy chứ tâm tôi sâu lắm á. Mình tu rồi mình biết liền tâm tôi sâu lắm á. Nên từ nơi đó tôi phải niệm Phật cho siêng năng. Nếu mà tôi không siêng năng niệm Phật thì chắc chắn tôi đi vào tam đồ ác đạo gì. Cái tư tưởng, cái tâm của tôi nó xấu lắm. Còn người đàn ông thì miệng mồm nói hô hà vậy đó, nhưng mà cái tâm người đàn ông nó không đến nổi như người đàn bà. Nói đây không phải là ép đàn bà quá, nghe mấy bà phải công nhận không à. Nên có khi mà trước mặt mà mình diễn ghê lắm nghe. Anh... nhưng mà vừa quay qua cái đầu ổng bước đó, nó nhìn cái anh cái gì anh, xong cái ổng vừa phớt ra cái bỏ viên thuốc cho ổng uống bây giờ kênh với tôi hả, thấy không? Không đơn giản đâu. Còn người đàn ông thì cái gì thì bóp bóp rồi xong bỏ qua đi ngủ. Còn người đàn bà thì sao? Buồn rồi vô nằm cứ là cứ khóc rồi xong cái đầu ngày ngày qua ngày, nhưng mà cứ nhớ nhớ cái chỗ mà bị gầy bị la bị đánh một lần đó nghe, mà cứ nhớ nghe, cứ cứ nằm đâu cứ khóc ấm ức nghe, ấm ức nghe. Nhưng mà gặp ông cái là anh không anh à, anh á, tôi tìm cơ hội nè, tôi xử ông cho ông thấy nè. Không đơn giản đâu á. Không, nên người ta mới dí là người đàn bà nếu mà độc ác là như con rắn độc vậy đó, độc ác lắm, nó nham hiểm lắm. Mấy bà mà nổi máu ghen lên gọi là sẹt sẹt sẹt, không còn miếng thịt luôn á. Đơn giản ha. Nên coi một cái tờ báo á, ôi ôi ớn hồn luôn á. Cái ông này ông đi có vợ nhỏ, bà vợ lớn á, bà ghen bà tức quá tức. Vậy mà cuối cùng ổng đang ngủ nghe, bà dùng cái kéo á, bà cắt thằng bé của ổng mất tiêu luôn. Trời ơi, ghê thiệt chàng. Bởi vì mấy ông cẩn thận nghe. Mấy ông có vợ rồi mà mấy ông phải đặt mà đi có vợ bé, có ngày coi chừng mấy ông thành thái giám nữa. Đùa chứ mấy bà, không có đơn giản đâu trời. Có khi mà mấy ông tức lên á, mấy bà tức lên mấy bà không nói. Nhưng mà trong tâm của mấy bà nó ấm ức ghê lắm. Người đàn bà là họ thầm kín, họ ấm ức. Họ cứ dồn nén giống như bơm nổ chậm vậy đó. Thà mình luyện bơm bùm 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 đi mình né đúng không? Mà mấy bà thì chơi bơm chậm. Bơm cứ ngậm, mình không biết này là bơm. Mình cứ đứng gần tự nhiên bùm. Dân sát mình luôn á, nguy hiểm lắm. Nên mấy ông sống với vợ cứ chung thủy đi. Mình cứ chung thủy hết lòng mình đi, mấy bà thương chân thật liền à. Còn mấy ông mà đặt xạo sự đi chỗ này chỗ kia mà có nước hoa hoặc là mùi này mùi kia lạ, tại vì á, khi vợ chồng sống với nhau cái mùi mình người ta quen, mà mình mà gần gũi với ai gì là mấy bạn ngửi cái áo, mấy bạn nghe cái mùi đàn bà khác. Nó nói ông này ha, đi ra ngoài lãng hoạn, ông chết với tôi. Nó bắt đầu bà canh, bà tìm kiếm, bà mà gặp được một cái rồi mấy ông coi chừng thành thái giám nữa. Ông đùa, tu nơi đó có cái tờ báo là như nước đọc qua mà, tự nhiên người ta đưa tờ báo cho như đứa coi. Không? Nên mình học Phật rồi mình phải chung thủy. Dù vợ chồng sao sao nhưng mà mình đã gặp nhau là duyên quý vị ơi. Phật đã nói rằng không có duyên không gặp được.
Tại sao bao nhiêu người đàn ông mà tự nhiên mình lại gặp ông đàn ông này? Mà đừng có nói rằng thằng chồng lũ đạn. Tao biết vậy ngày xưa tao không lấy mày đâu. Biết cái gì? Ngày xưa thương muốn chết mà không biết gì. Có nói cỡ nào nói, nhưng mà nó là quan gia. Cái lúc nó chưa trả xong thì nó thương thấy mồ luôn á. Thương mà thấy mồ mã luôn á. Chứ kêu mà không thương. Trời ơi, bây giờ như mấy cô ngồi trong đây đi. Hồi xưa ông chồng mới đến với cô thương lắm bộ. Thương quá trời mới lấy chứ. Vậy mà bây giờ ông thay đổi tính tình, ông ăn nhậu quýnh đập mình đó nghe. Mình có khi bực bội, mình sau lưng mình chửi, ông không dám chửi trước mặt mà chửi sau lưng, nói xấu luôn này kia đó. Thôi ngồi suy nghĩ lại đi. Có duyên mới gặp nhau. Lúc trước là duyên thuận, bây giờ từ từ nó tới nghịch duyên đến với mình, phải không? Nên bây giờ đừng có đi nói xấu chồng chi, hoặc nói xấu vợ chi. Nó đã gặp nhau là có duyên, thì thuận duyên cũng sống mà nghịch duyên cũng sống. Ta chăng thật niệm Phật, thuận cũng được mà nghịch cũng được. Con quyết định về cực lạc à Phật ơi. Thuận ở thế gian này cũng khổ lắm, mà nghịch cũng khổ. Nó chỉ có về thế giới cực lạc con mới tránh được hai phương hướng khổ này. Nên con quyết chí về cực lạc. Nên con hiện tại con nghe thầy giảng rồi, con có gặp thuận nghịch gì con cũng quyết chí con niệm Phật hết á. Con trả nợ một người cho xong Phật ơi. Chứ ngày xưa con không hiểu, con muốn bỏ ổng đi con lấy người khác, vì con nghĩ nhiều đàn ông mà. Nhưng mà thầy nói rằng bỏ thằng này lấy thằng khác nó còn ghê hơn nữa đó con. Đó. Từ trước thì Đức nói thằng này chỉ có một tường mà bà bỏ bà lấy thằng thứ hai là hai tường đó bà. Thằng thứ ba là ba tường đó mà bà bị mang tiếng ba chồng. Thà chúng ta mang tiếng một chồng, sống cả cuộc đời trả nợ. Sau này khi hết nợ rồi con vẫn quý thương mình. Con mình nó nói rằng mẹ tôi là số một. Bà dù khổ đau nhưng bà vẫn sống với ba tôi. Tôi thiệt là hạnh phúc trong lòng vui vẻ khi có một người mẹ như vậy. Quý vị biết rằng vì chúng ta không hiểu nên chồng kia mắc đi mình bước thêm bước nữa. Chứ thật sự nếu mình học Phật rồi mình sẽ không bước đâu quý vị. Chúng ta sống vì cực khổ nuôi con nhưng mà sau này con quý trọng mình lắm. Con mình nó có nghèo đi chăng nữa nó cũng kính trọng người mẹ người cha vậy lắm gì. Mẹ cha mình cả đời chịu khổ mà nuôi mình không lớn. Còn nếu như mẹ mà bước thêm bước nữa đó nghe, cái tình cảm của con nó dành cho mình kém lại. Tại vì mình nói cái gì đi chăng nữa nó cũng không tin. Nhưng nếu mình làm con mà mẹ cha mình như vậy mình nên thông cảm đi. Tại vì cái cảnh con người nếu không gặp được Phật Pháp thì sự cô đơn của họ chống vắng chịu không nổi đâu. Từ nó nói thôi mình thông cảm. Chúng ta nói như vậy để nó phân hai ra. Trong chỗ nào cũng tốt hết. Tại vì sao? Vì nghiệp quả mới gặp nhau quý vị ơi. Nếu quý vị học Phật quý vị có thể chuyển nghiệp được là mình có thể trụ tâm vào câu Phật hiệu. Nó trụ tâm vào câu Phật hiệu chứ không có nói rằng là bây giờ tôi sống với ông ấy, tôi nhìn cái mặt ông giết tôi ghét ông lắm rồi đó nghe. Chán ông lắm rồi đó. Nó có nhiều cô gặp những đức nói thầy ơi bây giờ thật sự với thầy nếu cho con chọn bây giờ con muốn đi tu thầy. Những đức hỏi còn chồng con gì không? Còn thầy ơi, một chồng hai con. Những đức nói rồi sao muốn đi tu? Nhà chán quá khổ quá thầy ơi. Những đức nói bà ở nhà bà chán bà khổ bà chạy vô chùa bà tu. Bà vô chùa này bà tu mỗi ngày Những đức cho bà ăn là hũ chấm muối tiêu bà có khổ không? Ban đầu thì bà vô đây bà tu được thời gian chứ thời gian bà cũng khổ te tu luôn á. Vì sao biết không? Cái món nợ đó trả chưa xong. Thấy không? Món nợ trả chưa xong mà đi chạy trốn. Gây nợ mà không chịu trả nợ. Gây nợ mà không chịu trả nợ, thấy không? Có một cái cô này hôm qua có hỏi như đứa một câu cũng hay. Hỏi vậy nè. Thầy ơi, lúc trước á con có thiếu nợ người này mà con không có tiền con trả. Rồi ngày qua ngày người này bệnh người này chết đi. Bây giờ nợ đó con vẫn chưa trả. Bây giờ con làm sao thầy? Những đức nói đến cái cõi này mỗi người chúng ta đều có thiếu nợ cái cõi đời này mới đi đến đây. Bây giờ chỉ còn có một con đường thôi, quyết chí thôi. Con đường gì thầy? Niệm Phật cầu sanh cực lạc là xong nợ. Tại sao? Vì thiếu nợ. Nhưng mà vì người đó chết đi rồi. Chết rồi. Còn nếu như cái người đó còn sống, mình làm được nhiêu phải trả nhiêu. Thí dụ như mình thiếu nợ người ta quá nhiều rồi, mà bây giờ cái đồng lương của mình làm nó không có bao nhiêu tiền hết chứ. Vậy thì tính theo đồng lương đó, mình lo cho gia đình xong rồi có bao nhiêu phải trả cho người ta bao nhiêu. Trả hết lòng mình luôn.
chân thật giả hết lòng, rồi lo chân thật niệm Phật. Chứ không phải rằng nghe không khéo nói rằng ông thầy Nhật Đức cũng khuyên thiếu nợ khỏi trả đi niệm Phật cầu sanh cực lạc, không phải. Phải nhớ câu trước là do vì người ta chết rồi, nên bây giờ chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc để trở lại trả nợ cho người ta bằng cách nào? Khuyên người ta niệm Phật cầu sanh cực lạc luôn. Nó đặc biệt, thấy không? Còn nếu như những người thiếu nợ, mình đã gây dựng nợ thì bây giờ mình phải vui trả. Có năng lực bao nhiêu trả bao nhiêu. Có cô kêu đến gặp, cô nói những đức rằng là con thiếu nợ nhiều lắm thầy ơi. Bây giờ người ta đến, người ta đòi cào nhà, cào cửa con. Con phải làm sao thầy? Những đức nói với người ta chân thật rằng tôi thiếu nợ của ông bà. Ông bà có giết tôi cũng không có tiền trả. Nhưng ông bà để cho tôi làm đi, tôi có tiền bao nhiêu tôi trả bao nhiêu. Tôi làm bao nhiêu tôi trả bao nhiêu. Bây giờ ông bà cào nhà tôi không có nhà ở. Không có nhà ở như vậy thì làm sao mà tôi đi làm được có tiền trả cho ông bà. Từ nơi đó ông bà suy nghĩ thì tôi thiếu nợ nhất định tôi trả. Nhưng tôi làm được bao nhiêu tiền tôi trả bao nhiêu tiền. Chân thật mà nói vậy thôi. Nên quý vị thấy Phật Pháp nó đều có phương pháp để mình giải quyết hết vấn đề luôn. Trong tâm tư mình sẽ vô cùng nhẹ khi mình gặp được Phật Pháp quý vị. Nó một đời này qua rất là mau nghe. Câu đầu chúng ta nhắc nhở đó. Một bà cụ già đó mà sáng thấy tội nghiệp. Đứng một mình đứng không nổi mà dựa vô cái tường. Quý vị suy nghĩ rằng bây giờ nếu mà nhiều chùa phát tâm mà nuôi người già, nếu mà tất cả các ngôi chùa ở nước Việt Nam mà luôn, mỗi một ngôi chùa nuôi người già đi, vì tất cả những người già cô đơn quạnh quẻ họ sẽ có nơi nương tựa. Còn nếu như một hai ngôi chùa chứa không nổi đâu quý vị ơi. Việc làm này ngày xưa trên kia 900 bà già biết rồi. Cuối cùng vẫn là xả cánh, thấy chưa? Nên bây giờ ở đây là nhờ cái đức của Hòa Thượng. Nên hiện tại đây 300 người già. Vậy mà lâu lâu cánh những đức còn bị rung nữa đó. Đơn giản đâu. Thí dụ như chúng ta cầm đá, cát, xi măng, chúng ta liền chỗ nào nó nằm chỗ đó, đúng không? Nhưng con người nó không có chịu nằm đâu quý vị ơi. Quý vị ở nhà mình có một đứa con, một người mẹ mà quý vị chăm, quý vị coi thử con sao. Ở đây 300 bà già đó. Rồi mấy bà già, mấy bà nhiều năm, dạng là tiền bối bán cá, chứ tiền bối tu hành đâu. Ở ngoài đời bao nhiêu sự suy nghĩ để mà kiếm tiền bạc lo cho con cái. Nghiệp lực của bà nó nặng một đống rồi. Từ nơi đó mà đi vô đây cũng chua ăn lắm, không giỡn đâu. Có phương pháp một ngày 4 thời mới lên mới niệm Phật á. Nên lên niệm Phật xong một ngày 4 thờ 10 tiếng. Buổi sáng mới có 1 giờ mấy thức dậy đi tu. Mình ban đầu mình cũng buồn ngủ. Vậy mà mình cũng kiên trì. Mình cố gắng mình kiên trì. Tại sao bây giờ mình dẫn đầu rồi quý vị. Kiên trì mà lên cũng đuối lắm chứ. Ngồi đồ tụng kinh đồ sức bằng đồ đau chân lắm chứ. Vậy mà mình nghĩ vì sao mấy bà già bà đang tụng kinh, bà đang nhìn mình cố gắng. Mày được ngủ gục, mày ngủ gục quê lắm mày, bá thấy được bá cười mày chết. Cố gắng lên mày. Hồi xưa cũng ngủ gục chứ. Vậy mà từ từ nghe vị. Hồi xưa ngồi. Bà cụ hỏi, ủa sao thầy tụng kinh mắt thầy sao kênh quý vị. Nói tại tôi tụng kiểu đó đó. Thật sự buồn ngủ muốn chết luôn. Buồn ngủ. Buồn ngủ, nghiêng tới nghiêng lui vậy đó. Vậy đó nghe quý vị, mà cố gắng nghe. Vậy đó mà bây giờ 1 giờ mấy thức dậy ngon lành phải ra luôn. Nó lên tụng khí thế lắm. Tụng khí thế lắm, bởi vì mấy bà già đi theo mình 1 giờ mấy. Xong á sáng nói chuyện thì một chập nó là gần 4 tiếng đồng hồ buổi sáng thờ Pháp công phu. Gần 4 tiếng. Rồi bả còn 3 thời, còn những đức đi nấu ăn. Tối những đức phải lên tu một thời với mấy bả nữa. Từ nào đó mà một ngày 4 thời với bả tu. Bả tu xong á, bả xuống nhà bếp ăn cơm. Thời gian của bả phải tranh thủ hoàn toàn thời gian. Đặng về ngủ một chút, đừng chưa đi tu nữa. Nên bà nào mà về mà nói chuyện một câu, cái bà nói thôi bà im giùm tôi đi, ngủ đi. Tôi mỏi muốn chết luôn rồi đó bà. Mỏi lắm rồi đó, đừng nói chuyện nữa. Niệm Phật hồi nãy giờ không mỏi miệng, sao mà bà cũng nói chuyện nữa bà. Từ nơi đó bị biết rằng có phương pháp đó. Nên 300 bà già im re. Tại vì sao? Đưa thêm cái máy bấm này nữa nè. Bà niệm Phật ra, lúc nào đi giặt đồ, đi giặt, đi đâu cũng cầm theo nha. Tôi mà gặp không bấm tôi bắt bà đó. Chứ bà bị bấm.
có nhiều bà, tôi bấm luôn. Ôi ơi, thôi kệ đi, cũng là cái nhân niệm Phật quý vị. Tại vì cái máy này máy bấm niệm Phật mà. Có khi bà ngồi hai bà nói chuyện với nhau. Một cái tay kia thì nói chuyện hai bà mà bà hai bà bấm đi bấm địa chứ. Chiều Như Đức đến ngay cái bà đó, Như Đức hỏi: "Bà này bấm nhiều không?" Coi coi nè. Nè. Như Đức hỏi: "Nhiều không?" Coi nhiều, 30.000. Bà bấm giỏi quá ha. Tôi quay phim bà rồi đó. Quỳ một tiếng. Trời ơi, sao niệm nhiều mà không bị quỳ nữa thầy? Tôi quay phim bà rồi đó, bà biết tôi đứng bên khu tăng, tôi cầm cái máy quay phim tôi quay bà đó. Tôi thấy bà ngồi bên cái góc cây bên kia, tôi gum phim lại, tôi quay hai bà nói chuyện bấm máy rõ ràng. Bà muốn coi phim không? Con muốn coi. Bà không tin không coi phải không? Bấm lên coi rõ ràng phải không? Hai bà nói chuyện, hai bà nói chuyện bấm máy niệm Phật đúng không? Chị quỳ không? Dạ quỳ. Nó nói có sách mách có chứng, chạy đường nào thoát, thấy chưa? Bằng đêm đi cầm cái máy quay phim nhỏ theo, bà nào tôi quay bà lại nè, ngày mai xử bà chơi. Tôi nó đó im re không dám nữa, nó giống như máy camera quay khắp nơi luôn. Nói quý vị thấy không đơn giản đâu đấy quý vị. Nó nên 300 bà mà không dám, còn hai bà mà lời qua tiếng lại đúng không? Dẫn qua gặp Như Đức, Như Đức hỏi: "Bà nói cái gì?" "Con đâu có nói cái gì đâu." "Có, con nói có một câu à." Bà kia: "Bà có cự lên không?" "Con đâu có cự đâu, con chỉ liếc bà thôi à." Bà nói một câu bà liếc đúng không? Đi quỳ nửa tiếng. Quỳ lên. Cầm cái máy quỳ bấm niệm Phật. Phía sau cho thì một bà cầm cái cây, chứ không phải là cho quỳ mà không ai canh đâu quý vị. Quỳ lên, bà phía sau cầm cái cây. Bà này vừa hạ cái mông xuống ngồi, bóp vô cái mông. Quỳ lên. Thấy không? Gọi như là quân đội gì đó quý vị. 300 bà già. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị thấy nó đơn giản hả? Vậy mà gàn từ từ rồi. Vậy mà nghiệp gì cũng tiêu nghe quý vị. Nhiều bà đặc biệt lắm á. Có những bà mắc mà để lại xá lợi rồi đó. Có bao giờ bà ngồi đi luôn á. Thấy chưa? Một câu A Di Đà Phật này chịu niệm nghiệp gì cũng tiêu. Như Đức nói rằng là nhớ Phật chuyển nghiệp, quên Phật nghiệp chuyển. Đó đàn không? Bà dù là mấy chục năm nghiệp lực nặng nề, nhưng bây giờ bà chỉ cần niệm Phật. Chúng ta thí dụ như một căn nhà tối ngàn năm, căn nhà này ngàn năm tối tăm, nhưng có một ngày nào đó người ta chỉ cần bật lên một ngọn đèn trong căn nhà này thì ngàn năm của căn nhà tối kia tự nhiên sẽ tan biến bóng tối kia và ánh sáng sẽ soi gọi căn nhà này lại, đúng không? Vậy thì bà này mấy chục năm tạo nghiệp, bây giờ chỉ cần một câu A Di Đà Phật lóe lên trong tâm bà thôi, giống như là ngọn đèn đã mồi lên trong bóng tối nhiều năm này, tức khắc vô minh của bà sẽ tự tiêu trừ. Hay lắm. Có vật hiệu này tuyệt lắm, phải tin mà niệm. Nghiệp lực như những đức này, nặng nề vô cùng nè. Vậy mà niệm Phật có 10 năm mà nó còn chuyển nè. Bây giờ ít sân si, ít tham lam. Tôi nói ít chứ tôi không phải nói hết nghe. Ai mà bắt bài được tôi. Tôi nói ít, ít là giảm á. Rồi bây giờ nói chuyện thì thao thao bất tuyệt, có nghĩa là đỡ ngu si. Lúc trước mà nói chuyện với một người lên nói cũng không được nữa, nói bậy thì nói được hay lắm. Lúc trước hô miệng rộng, cái mặt thấy gớm lắm, biết sao? Nó xàm không à? Nó khơ khơ không mà biết không? Buổi trưa không chịu ngủ đâu. Hồi xưa ngoài đời đi uống cà phê mà lựa cái quán mà ngay cái mặt đường á, mà mặt ngã tư luôn á, bắt đầu bắt cái ghế rồi đó, hai ba thằng ngồi bắt đầu nhìn. Con nhỏ này chân dài, nhỏ kia chân cục, nhỏ này mập, nhỏ này ốm. Nhìn xong rồi mới bàn tán, mới bàn con nhỏ này. Cuối cùng quý vị biết, từ từ cái miệng kinh khủng trời. Nó bởi vì mình nói ngày xưa mình mới vô chùa, nó sao cái mặt mình thấy ghê trời, mấy cái đoạn phim dính lại đó quý vị. Ôi cái mặt mình mà đưa ra cái mà cháy phim luôn á.
Hồi xưa thầy người ta đẹp, tự nhiên mà thầy cho mình đi theo gần thầy, mình đi theo thầy, mình đi sau lưng thầy, lâu lâu cái mặt mình đưa ra, dính miếng phin, đưa ra, dính miếng phin, tự nhiên, ồ, gương mặt thầy người ta tròn, người ta đẹp, tự nhiên đưa cái mặt mình vô, cái tự nhiên mặt thầy bị lem miếng liền. Ồ, thì quý vị biết cái mặt vô đó nó xấu mà kinh lắm kìa. Còn răng thì sao vậy không? Bây giờ thì không có làm được, nó bây giờ tự nhiên nó bằng lại, ngộ ghê luôn á. Hồi xưa răng nó xô le kỳ lắm kìa mà nó gì nè. Ghê lắm. Vậy đó mà câu Phật hiệu này hay quý vị, công nhận câu Phật hiệu này niệm hay nha, cái miệng niệm quý vị để nha. Niệm 10 năm mà nó cứ co vô co vô co vô giết nó nhặn cái răng vô quý vị. Nó nhặn cái răng vô. Nó ôi ôi nó nhặn cái răng vô vào cái miệng ngay lúc trước, tự nhiên cái môi nó dảnh lên nha. Vậy mà niệm giết. Vậy mà giết từ môi nó xích lại, răng nó nhặn vô, rồi từ cái miệng từ từ. Đặc biệt chưa, 10 năm. Quý vị giờ quý vị thấy cũng coi được đúng không? Không đến nỗi quá tệ đúng không? Tiếp tục nữa đi, tiếp tục mà niệm nữa. Về tới thế giới cực lạc là được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y gan Phật A-di-đà. Nên khi Nhân Đức nói chuyện là những người mà bị xấu, bị lé, bị si cầu que, chúng ta lấy ngay cái tiêu chuẩn của cái xấu nhất này để đột phá ra. Con người chúng ta khổ nhất là vì chúng ta che cái xấu. Thí dụ như chúng ta bị súng cái răng, thường chúng ta sẽ không bị tự nhiên vì cái súng răng này, là chúng ta sẽ bị cái súng răng này buộc ràng chúng ta rất là khổ. Nếu chúng ta là người niệm Phật rồi, chúng ta cứ đem cái súng răng này ra, chúng ta cứ đừng có che cái súng răng này, thì tự nhiên cái súng răng này sẽ mất đi từ tâm của chúng ta. Thí dụ như người này bị lé đi, chúng ta thường là mặc cảm khi bị lé, chúng ta lấy ngay cái chỗ bị lé này nè, ngay cái bị lé này để đột phá ra. Tôi bị lé như vậy mà tôi vẫn sống được nè, tôi vẫn vui được nè, có sao đâu. Tự nhiên nhiều người lé, người ta sẽ không bị mặc cảm bị lé. Từ nơi đó cái lé của mình trở thành lé gì đó, đặc biệt chưa? Đây là cái kinh nghiệm nha quý vị. Còn thí dụ như mình đi hai hàng, ngày xưa Nhà Đức cũng đi hai hàng nữa, đúng là nó xấu, gọi là bốn mùa luôn. Xấu bốn mùa, nghĩa là mặt thì xấu mà tướng thì cũng xấu, rồi chân thì cục, đi thì giống cái bà đang có bầu vậy đó. Vậy mà niệm Phật từ từ với tự nhiên cái chân tự nhiên nó ngay ngắn lại quý vị, rồi từ từ đi, nhất bây giờ đi nó cũng quay lắm nghe, bước đồ. Nghĩa là sao? Niệm Phật rõ ràng chuyển tướng, nên gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, gọi là lòng lành chuyển tướng thay tên, đúng không? Cái lòng nó thiện lành rồi chuyển tướng thay tên. Ngày xưa tên Hiền mà không hiền, đúng là cha mẹ mình cũng đặc biệt thiệt. Cái mặt mình như vậy mà đặt cho mình cái tên Hiền, từ nơi đó mà cũng nhắc nhở đúng chút chứ, nó còn ác dữ dằn nữa. Nhờ cái tên Hiền á, hung dữ dữ lắm luôn, mà mỗi lần người ta kêu anh Hiền là kêu tới cái tên này sao tôi thấy sao tôi nhột quá, tôi hung dữ quá mà. Nên ngày xưa Nhân Đức thích cái tên gì vậy biết không? Thích cái tên Cường lắm. Không chịu cái tên Hiền. Mỗi lần đi ra đường á, mà gọi là người nữ hỏi anh tên gì, hô rồi mà nghe anh tên Cường á. Trời ơi ghê gớm vậy đó, thích cái tên Cường. Bây giờ mình đi tu mình mới thấy cha mẹ mình thương mình vô cùng, nên cho mình cái tên Hiền. Rồi cuối cùng mình đi tu, ông thầy ông đặt cho mình tên Đức, Hiền Đức. Mày mà không Hiền Đức mày bị sức môi luôn đó con. Cho mày biết cái tên này dữ dằn lắm á, Hiền Đức. Quay ngược lại cũng được luôn đó, Đức Hiền. Thấy không? Tên nào cũng thấy ngon đó quý vị. Tên này thấy có cơm ăn rồi đó. Từ nơi đó có con đặt cho một cái tên cũng quan trọng quý vị. Thấy không? Có nhiều người dưới quê mà đặt cái tên cho con, tự nhiên đặt cái tên kỳ cục. Tự nhiên con trai đặt tên Cu Đen. Không lẽ sau này giám đốc trưởng phòng Cu Đen. Kỳ cục ý. Thí dụ như cái cô này, cô gái, cô đẹp vô cùng luôn mà cô học thức nữa, sau này cô làm việc gì cũng ngon lành. Đọc lên
chị Trần Thị En. Thấy không? Có nghĩa là cái tên quan trọng lắm, nên người xưa đặt cái tên đi ảnh hưởng suốt cuộc đời cho con đó quý vị. Nên mình đặt một cái tên ảnh hưởng suốt cuộc đời cho con. Đặt một cái tên có đạo đức. Con mình nhờ cái tên này mà cảnh tỉnh mình, đỡ đỡ một chút. Những đứa ngày xưa hung bạo lắm mà mỗi lần ai kêu hiền nhột quá, tôi đâu có hiền đâu mà kêu hiền hoài chợ. Thấy không? Nó nhờ cái tên hiền mà thầy đặt cái tên Đức. Nó hiền Đức, tại vì cái pháp danh nó theo cái vần vậy đó. Nó nếu mà gặp mà đặt tên Lao chắc vô ngục luôn quá, Lao ngục. Thấy chưa? Nó dính theo. Nó nên đặt cái tên cho con quan trọng nghe không? Ông bà mà đặt cái tên cho cháu phải lựa một cái tên hay, cái tên có đạo đức. Nó tự nhiên có những người đặt tên cho con Beo ha. Nghe cái tên là tôi sợ mày đó. Beo là kế cọp. Nên là còn có nhiều người bây giờ mình đặt tên cho con mà đặt tên nước ngoài, diễn viên điện ảnh nước ngoài, kêu đến cái tên cái tên nó là cái tên gì ạ? Tên nó diễn viên điện ảnh nước ngoài đó. Nước ngoài mà sao tôi nghe cái tên này tôi không biết cái tên gì luôn á. Vậy là không được phải không? Mình là người Việt phải đặt tên cho con mình là cái tên tiếng Việt đàng hoàng. Ví dụ như Hiếu, con gái là Hạnh. Rồi Hiếu Hạnh đặc biệt đúng không? Nó nên là Tâm. Nó rồi những cái tên mà mình lựa những cái tên hay hay đặt cho con cháu mình. Nó có nhiều người dưới quê mà đặt tên cho con ngộ lắm, Lu. Rồi gì Lùng. Mập. Tên ngộ lắm kìa, nhiều cái tên ở dưới quê ngộ lắm. Nó rồi Xì Ke. Tên mà cũng có tên Xì Ke nữa chứ. Nghĩa là đặt tùm lum tên chứ nha. Nên cái tên quan trọng lắm nghe. Mình nghe Phật pháp rồi quý vị phải nhớ đó. Mình có con cháu đặt một cái tên quan trọng. Cái tên mà con mình có thể phát triển tư tưởng. Vậy là chỗ đặc sắc, đây là môn giáo học đó. Những đức nói thì nói vui vui, nhưng thật sự là những lời này là người xưa dạy đó quý vị. Những đức đọc sách người xưa, những đức nhớ. Đọc một cái tên quan trọng lắm á. Nên chúng ta nghe Phật pháp gì quý vị thấy không? Quá trung đạo luôn. Ngày Chủ nhật gì đa dạng con người. Đâu phải là người nào cũng chuyên tu không đâu. Nên chúng ta nói chuyện ngày Chủ nhật là có xem một chuyện gia đình rất nhiều và đưa con Phật hiệu vào. Thí dụ như bây giờ quý vị niệm Phật gặp một cái sự việc bực bội đi. Lúc trước nếu mà gặp sự việc bực bội là giống như chúng ta nóng lên là lấy xăng lấy dầu mà chế vào lửa đúng không? Bây giờ mà chúng ta gặp sự việc gì bực bội cái là chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó niệm câu Phật hiệu này là tự nhiên cái tâm nó mát mẻ lại nghe. Nhớ. Nhớ. Mấy bà thường niệm Phật đi. Lâu già trẻ trung. Nói chuyện thì dễ thương. Nó đặc biệt lắm, câu Phật hiệu này hay lắm. Rất là hay, trời ơi, hay, hay đến cái mức mà mình nói hoài nói cũng không hết luôn á. Quý vị thấy mỗi ngày như Đức giảng pháp, hồi sáng giảng một thờ, bây giờ giảng thờ nữa. Vậy mà nãy giờ quý vị ngồi nghe có những người mà đau chân quên luôn á. Hồi nãy thấy cái cô kia cổ đang ngồi mà mới vô nghe một chút thôi là thấy bả nghe. Vậy mà bả nghe bây giờ bả tỉnh queo rồi kìa. Tỉnh queo luôn. Hồi nãy mới vô là những đứa nói có 10 phút thôi mà những đứa thấy bả làm nè. Bởi vì mình nghe quá mà đừng có dựa. Đừng có dựa tường. Bà đó mà dựa tường là nãy giờ bả. Dựa tường. Còn nhờ bả ngồi có mình bả nên bả gục quá. Đúng là con người mình cái giác quan nó nhạy nghe quý vị. Nó ngồi một mình mà khi mà nó ngủ gục là tự nhiên nó giật ngược lại. Còn nếu mà người này quá ngủ luôn thì ít. Bây giờ không có cái bà cụ trong chùa mình á. Buổi sáng á, thức sớm quá đó quý vị. Tới giờ như đứa nói chuyện đó. Bà ngủ gục đó, bà té một cái ít. Bà kia đỡ bà lên. Bà tránh ra bên đi. Làm gì mà đỡ tôi hoài vậy. Nói, bà té tôi đỡ bà chứ sao. Té gì tôi tập thể dục. Ôi ơi quý vị biết ngồi gần kế một bên nghe. Có nhiều bà ngủ gục đừng có khiều bậy bạ. Phải hợp tác với nhau mới dám khiều nghe không. Ví dụ như hai người này đi chung đi. Cái bà này ưa ngủ gục, mấy cô phải nói với bà: chị ơi tôi cũng ưa ngủ gục lắm, mà tôi thấy chị cũng ưa ngủ lắm, nên thôi chị em mình giao kèo đi, lỡ tôi ngủ chị khiều giùm nghe, còn chị ngủ tôi khiều nghe chị chịu không. Bà kia nói ừ được đó, tôi chị giao kèo được.
thì bà ngủ mình khiều, ngồi gần kế bên không giao kèo, ngủ kệ bà, đừng có khiều. Khiều bậy bạ mới quay qua: bà làm gì mà khiều tôi hoài vậy? Nói tôi thấy chị ngủ, tôi kêu chị nghe thầy giảng thôi. Kêu cái gì, tôi nhắm mắt cho tôi nghe đó bà. Bội ghê luôn. Tôi nghe như vậy đó, tôi nhắm mắt để nhiếp tâm mà, chịu không? Tôi nghe vậy đừng khiều tôi nghe. Thấy sân si rồi, thấy chưa? Mà gặp mình mà không dịu được tâm là mình nói cái bà này bà nghe pháp gì ạ? Tôi khiêu bà làm gì bà la tôi dữ vậy? Là cự lộn nhau đúng không? Thôi bà ngủ kệ bà, tôi không dám khiêu đâu. Ôi ôi, những đức mà thiết pháp, những đức nhìn xuống, những đức gặp hoài. Có nhiều bà mà ngồi kế bên thấy bà này ngủ thấy tội nghiệp, khiêu khiêu bà mới quay lờ. Khiêu bà lúc khiêu bà mắc cỡ, bà không mở mắt ra liền đâu. Bà đang nhắm mắt gì, khiêu bà một cái bà làm nè, làm bộ á. Bà kia khiêu thêm cái nữa. Ý bà nói là tôi ngủ hồi nào? Bà khiêu cái đầu là tôi mở mắt rồi bà biết không? Mà ngủ khiêu một cái mắc cỡ. Mắc cỡ mà cái ta quá lớn phải không? Không chịu mở mắt liền đâu. Bà kia tưởng nó còn ngủ, bà khiêu thêm cái nữa. Thấy nhiêm nhiêm còn cái nữa, bà quay qua. Ấn chưa? Thôi tôi lo mạng của tôi thôi, tôi không dám khiều bà đâu bà. Thấy chưa? Chúng sanh dễ phiền não lắm. Nên Địa Tạng Bồ Tát nói chúng sanh diêm phù đề, kiên cường khó giao hoa. Nên không có đơn giản. Những điều những đức nói là kinh nghiệm đó, quý vị sẽ gặp phải, gặp phải hết. Nên chùa mình quý vị thấy đi đến đây không, là người ta đưa dép cho quý vị mang, thấy chưa? Nếu có số lượng người này mà những đức không tính cái chuyện mua một đống dép đó để đó, một cái nhà dép, chùa to vậy mà có cái nhà để dép nữa. Rồi bước vô chùa đi vòng vòng nó, ủa nhà dép, nhà dép là nhà gì? Thì nhà dép chứ nhà gì. Trời ơi bà, học thức cao cũng không thông minh chút nào chứ. Đi qua bên kia, ủa nhà chổi là nhà gì thầy? Trời ơi bà sao, bà học tiếng Anh nhiều lắm sao, tiếng Việt bà quên hả? Nhà chổi là nhà chổi, nhà để chổi á bà. Còn nhà dép là nhà để dép á. Tôi làm cái nhà để chổi vì chùa quét nhiều quá, nên tôi làm một cái nhà để chổi, để quét chùa. Buổi sáng tôi bố trí cho một người quản lý chổi, mở cửa ra phát cho mỗi bàn cây, xong quét xong phải đem về rồi đưa vô kho sắp đàng hoàng, phá cửa lại. Dép mà tôi cũng giữ gìn lắm, chổi cũng giữ gìn lắm. Nó khi chủ nhật đến đây cái là xe đến cái ngừng lại, đưa đâu dép. Nó dép đưa làm gì ạ? À? Mang dép chùa đi. Đâu dép này để vô cấp xe cắt đi. Nó sao ạ? À? Sợ quý vị lộn dép. Sợ lộn dép. À, mang đâu guốc mới mua hôm qua, nghe nói ngày mai đi chùa Hộ Pháp, đi ra chợ Bến Thành mua đâu guốc. Đâu guốc cao gót. Bằng bộ đồ lam mà mang đâu guốc cao gót qua đi. Ờ đi vô đổi đâu dép đi chị. Thôi được rồi, dép này mua để đi chùa Hộ Pháp, đi niệm Phật, mang đâu dép này cho nó đẹp. Ờ à, đẹp. Đổi không chị? Không. Được rồi, không sao đó. Chùa mà ai mà lấy dép? Ừ, không có lấy, mượn mang giùm thôi. Không có lấy, mượn thôi. Không, không phải là muốn lấy, nhưng thấy bà đi chùa mà mang dép cao ghét, lấy dép bà chơi. Lúc chưa có cái ông kia đi vô chùa mình, mỗi lần đi vô chùa là mang cái đầu dài mà tay đầu dài gì để xịn lắm. Ông nói đầu dài ông mua mấy triệu bạc. Đúng là mắc rồi, là toàn đồ xịn không à. Đi đến chùa mình mang đâu dài để phía trước. Ngày đông người á, ông đi chùa mang về tay nữa. Mượn đâu dài tay ông mang được không? Rồi xong ông mắc tiêu đâu dài, ông gặp Như Đức nói: thầy tính sao thầy? Như Đức nói tính gì? Đi vô chùa thầy mà mắc dép, mắc dài kiểu này thầy tính sao? Nói đâu dài có ông mắc tiền không? Đâu có nhiêu đâu thầy, có 5 triệu. Những đức nói, những đức ngoài đời kiếm 1 triệu sống không ra, ông mang đôi giày 5 triệu nó lấy là đúng rồi đó. Ông giàu quá, về mua đôi giày khác mang đi ông. Ông đùa không à.
Ông coi xung quanh chùa có ai ký hợp đồng mà giữ dài giữ dép cho ông không? Tôi đâu có ký hợp đồng mắc dài dép, tôi chịu trách nhiệm đâu. Nên tôi đâu ký hợp đồng chỗ này, nên kinh nghiệm nhiều lần, cuối cùng mua một đống dép để dành. Vì về chùa mình là yên tâm, khỏi sợ mắc dép. Đây là điều gì? Quy gom về cái chỗ là niệm niệm vì chúng sanh. Câu vật hiệu niệm ra nên niệm niệm vì chúng sanh, nghĩ nhiều thứ cho chúng sanh, giảm bớt phiền não. Buổi sáng mà phải đòn đến chùa mà tu là như Đức nói chuyện, như Đức thông báo liền. Xong tu xong buổi sáng đem đồ đạc ra xe hết. Bằng đêm đừng có cắm điện thoại tùm lum, có khi điện thoại nhiều quá, thấy điện thoại của bà xịn hơn điện thoại tôi, để tôi rút cái điện thoại này về xài coi điện thoại này xịn cỡ nào. Quý vị biết rằng cái cõi này là cái cõi trần, gọi là cõi trần khổ đau. Đã khổ quá rồi nên phải đi kiếm chác chứ, thấy không? Nên từ nơi đó chúng ta đi đâu đến cái chỗ đông người á, tiền thì cầm theo đủ xài, hoặc là đi đến chùa tiền bao nhiêu bỏ vô thùng tam bảo hết đi, yên tâm không ai lấy được đâu, đừng có sợ. Rồi điện thoại thì cầm cái điện thoại trắng đen theo xài thôi, hoặc là để thổi nhà đi. Bây giờ hôm lễ lộc có đông thiệt đông, có chục ngàn người, đông thiệt đông luôn. Cái bà đó bà lớn tuổi rồi, đến gặp Nhân Đức nói thầy ơi, con bị lấy cái điện thoại mất tiêu rồi thầy. Nhân Đức hỏi bà điện thoại, bà xài điện thoại gì? Là điện thoại cảm ứng đồ mới luôn. Bà già mà xài ngon với gì, bà để đâu mà bị lấy. Tự nhiên con cầm cái điện thoại, con quay phim gì nè thầy, chỗ đông người, con đưa cái điện thoại ra phía trước con quay vậy nè, tự nhiên biết có cái thằng nào nó núp ở dưới, nó dối cái tay lên, nó lụm cái điện thoại của con, cái tự nhiên con nhìn được cái tay con đã mất tiêu cái điện thoại rồi trời. Nói bà bỏ tạc, chỗ đông người bà đi quay phim chi hả? Phim Những Đức quay rồi, ngày mai bà coi Những Đức quay phim còn đẹp hơn cái máy bà nữa. Ai muốn mà khoe điện thoại gì nó giật là phải. Nó mà nó không có giật đâu thầy ơi, con thấy rõ ràng luôn, tự nhiên nó núp núp nó ngồi chứ. Tự nhiên con đưa cái tay con quay phim gì nè, con thấy tưởng đâu người ta bình thường thôi, tự nhiên cái con quay gì nè đông ì ì người ta, con đâu có chạy là chỗ nó được đâu thầy. Tự nhiên nó đứng lên, nó dối tay lên, nó lụm nhẹ điện thoại con á, rồi xong tự nhiên nó ngồi xuống cái nó mất tiêu luôn thầy ơi. Nó cẩn thận. Cái chỗ đông người chỗ này là nguy hiểm lắm đó quý vị. Điện thoại đông người cầm thôi vậy. Ở dưới nó đưa tay lên cho mượn nghe chị. Rồi xong rồi đó. Thấy không nè nè. Đi đến chỗ đông người lo tu thôi. Đi đến chùa hộ pháp này đừng có đem điện thoại đeo, đừng có đem vàng vòng theo, đừng có đem củ quý theo. Tại chùa này đông người lắm, có khi kế bên quý vị có một người đang để ý. Nó cái việc này là những đứa chia sẻ là gần gũi nhất rồi đó. Nhớ quy gom về định lực nhân quả. Khi đi chùa gặp những việc mắc đồ thì chúng ta phải nói hai chữ gì? Thử thách mà thôi. Nói chỗ đó rồi mới giải chỗ này. Là khi mắc rồi đừng có la sùm. La thì cũng mắc rồi, nghe không? La nó cũng đâu có trả lại. Phật đã nói rằng muốn biết nhân đời trước thì xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì coi cái nhân đời này. Vậy thì đời này bị lấy của là đời trước từng lấy của người. Như vậy thì bây giờ chúng ta bị mắc của là vì chúng ta đã từng lấy của người khác. Bây giờ đời này gặp lại, người ta lấy lại quề. Xong rồi. Gặp mắc của rồi mà còn la sùm, chửi sùm. Nợ trả vừa xong tạo thêm nghiệp mơ. Tu nghe chỗ này rồi thì đừng nên tạo thêm nghiệp mơ. Lỡ vô chùa mắc cái gì? A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Thằng ăn trộm thử tôi coi cõi ta bà này tôi nặng bấy nhiêu. Mơ có mắc có chút đỉnh thôi, chưa thấm vào đâu đâu. Từ nơi đó thử thách mình đó, hay không? Đừng có la sùm, đừng có chửi sùm, tội lỗi thêm nữa, không có lợi ích gì hết. Quý Phật tử mà nghe như vậy rồi đi đến đâu quý vị cũng sẽ được cái câu này quá giải. Nó quá giải cái tâm quý vị. Tại vì ở cõi trần này nhất định phải đụng chạm, hay không? Nhất định là đụng chạm. Một buổi nói chuyện này vừa có niệm Phật mà bao nhiêu sự việc luôn, hay không? Đi đến đây đúng là ngày Chủ nhật là quá đủ vốn luôn đó quý vị. Cái vốn này ngon lành luôn, nói sức mồ hôi hột nè. Mà nãy giờ có ai cho miếng nước nào uống đâu trời. Một tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó quý vị.
nói. Thấy không? Từ nó đó là chúng ta quá nhiệt tình đúng không? Nhưng mà yên tâm đi, khỏi cần uống nước, cái bụng này cũng trình bình nè. Thì thấy nuốt đúng miếng chưa? Đặc biệt lắm. Nói về pháp môn Tịnh Độ, về niệm Phật đó nghe, là tự nhiên nuốt miếng nó có tiếc quá vậy đó. Thấy chưa? Nó chán cổ họng của mình không khô một chút nào hết. Còn quý vị thử mà ngồi nói chuyện tào lao bác xế, mà lôi chuyện thiên hạ ra nói đi, nói một chút thôi tự nhiên còn cổ nó khô hết chứ. Nói một chút là nó mệt kinh khủng luôn. Mà quý vị nói Phật pháp nghe chỗ nó hưng khởi cái tâm, dù nó sức mồ hôi nhưng mà một chút nó khô lại, nó mát. Đặc biệt sức mồ hôi khô lại mát. Từ nào đó mà quý vị Phật pháp là tuyệt lắm. Nên nghe như vậy rồi nghe, một chuyến đi của mình, cái chỗ quan trọng nhất của chúng ta là nắm cái pháp tu. À, cái pháp tu nè, câu ai với Đà Phật này nắm cho chắc. Nắm cho chắc câu ai với Đà Phật này. Bữa nay đèn bông sen về đó, hôm qua về nhiều lắm. Mà cái đèn bông sen này bây giờ công nhận là nó hút quý vị ơi. Ừ. Vì đâu mà về một lần 5-6 ngàn, 2 ngày sau là hết. Tại vì quá rẻ. Một cái đèn như vậy mà quý vị nghĩ đi, có 100 ngàn. Niệm Phật, đèn đồ đẹp vô cùng. Nhà mình không thờ Phật đi chăng nữa, nhưng chúng ta để cái đèn bông sen này trên bàn thờ ông bà, để đèn cho sáng, để điệu niệm Phật nhỏ nhỏ trên bàn thờ để suốt luôn. Trong gia đình quý vị càng ngày nó càng ấm áp. Đặc biệt lắm câu Phật hiệu nghe, nó giúp cho phần âm trong gia đình của mình từ từ tự nhiên nhẹ nhàng. Mà phần âm trong gia đình mình mà nhẹ nhàng là người dương người sống cũng khỏe nữa. Gọi là âm siêu dương lợi. Nó quan trọng lắm. Cái đèn này là quá đặc biệt. Nó có nhiều người như Đức thông báo nghe, những Đức đặt cái máy có hình đó, đang đặt sắp sửa dưới Di Đà là có. Bây giờ mà chưa có đồ gì đừng có gỡ tiền nha quý vị. Tới nào có đồ mới gỡ tiền. Có nhiều người nói rằng là cho con gỡ tiền trước đi, nó lu bu nghe không? Mai mốt nó lu bu đó. Khi nghe buổi nói chuyện này nhớ nè, không có được gỡ tiền trước khi mà chưa nhận đồ. Lu bu khó sắp xếp lắm. Vài bữa những Đức đem cái máy có hình về, đặc biệt cái máy này tuyệt. Dịp Tết này nên đặt cái máy này tặng cho cha mẹ. Cái máy có hình đẹp vô cùng, đặt tại gốc luôn. Ở ngoài bán 1.200.000 một cái. Những Đức đặt 800.000 để lại cho quý vị 800. Đặt giùm. Tôi sòng thẳng. Thấy không? Đó. Từ nào đó những Đức nói dịp Tết này mà tặng cho người thân mình một cái máy có hình này cho cha mẹ chắc rồi mừng lắm, đẹp lắm quý vị. Cái máy này tuyệt vời luôn á. Rất là đặc biệt nha. Bây giờ đang đặt ra dưới Di Đà là có đó. Cố gắng làm với Di Đà có. Nó đi về đây những Đức giới thiệu này, vừa máy V52 đồ đó. Mình đặt cho người thân của mình. Cuộc đời này sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Chúng ta nên đem Phật pháp giới thiệu cho làng quê của mình nhiều người nghe pháp môn Tịnh Độ. Những Đức mà mỗi lần mà gặp người già đồ mà đi đến chùa xin gạo này kia đồ là những Đức giao duyên Phật pháp liền nói chứ không. Nói như những phái đò mà như Đồng Tháp hôm qua lên, những Đức thấy mấy bà già thấy thương. Mấy bà cụ dễ thương. Nghĩa là lên có nhiều bà cụ có nói tội nghiệp. Thấy bà già kia có cái máy nghe pháp mà con không có, con muốn nghe lắm thầy, con thích lắm. Rồi đúng là mình gặp duyên những con người vậy mình nên giúp đỡ cho người ta. Nên những người mà mình gặp Phật pháp của mình nên gieo cái duyên Phật pháp cho làng quê của mình rộng ra quý vị. Trong thời đại hôm nay chỉ còn có một cái cách là đặt máy nghe pháp tặng người. Mà lúc trước cái máy mà lấy thẻ được đó quý vị, có nhiều người nghe, người ta cũng chép cả lương đồ người ta nghe nữa. Còn cái máy mà có hát la vô đó quý vị, vậy mà họ cũng bấm la vô họ nghe nữa. Nên bệnh của phàm phu những Đức triệt bệnh này luôn. Cuối cùng bây giờ những Đức ra một chiếc máy V52, cắt la vô luôn. Thẻ nằm bên trong ngon lành luôn, cái máy gọn hết. Cái máy này đem về chỉ có nghe pháp, không nghe thì tặng cho người khác cũng là nghe pháp, không có là vô gì hết. Như vậy thì người này nhất định là nghe pháp. Nên nói vậy thấy không, đều có cách trị bệnh hết trơn á. Chúng ta lây quay á, là vía Phật A Di Đà đến đó quý vị. Năm nay á, Hòa Thượng cứ nhắc những Đức hoài à. Tổ chức vía Di Đà bên Đại Tùng Lâm á, tổ chức hoành tráng nghe không. Trong lòng những Đức nói không biết hoành tráng cái gì đây nữa. Không lẽ hát ca, nhưng mà mình thì chắc không có hát ca gì hết rồi. Đó, mà Hòa Thượng nói năm nay tổ chức hoành tráng đó nghe.
Ông nói quý Phật tử qua Đại Tùng Lâm đi, ngày 17 qua Hộ Pháp mới đích cũng được nữa. À, Hòa Thượng ngày nói những đứa câu vậy là cái trong lòng Hòa Thượng quý vị, ngài muốn mình qua bên bển tu chức với Di Đà. Ừ. Nên quý Phật tử khi nghe những đức nói vậy nghe, những đức thấy Hòa Thượng mình ngài có cái công xây chùa lớn lắm, mấy chục năm chờ quý vị biết xây chùa, bây giờ mình ngồi đây là nhờ cái ơn Hòa Thượng. Có nhiều người quý vị về đây quý vị đâu có biết Hòa Thượng, quý vị tưởng đâu những đức xây chùa này hả? Những đức nghèo mạt riệp mà tiền đâu mà xây chùa. Chùa Hòa Thượng ngày xây cực khổ tới mồ dãy nhà bên kia Hòa Thượng xây á. Có nhiều người về đây thấy xây nhà tưởng những đức xây hả? Những đức có một cắt nào mà xây, nói được chứ có làm được cái gì. À, Hòa Thượng xây cái công Hòa Thượng cực lắm á. Nên á, tuổi già rồi thấy mình xây lên ngôi chùa mà bây giờ nhiều người về niệm Phật đó quý vị. Trong lòng Hòa Thượng vui lắm. Nên quý Phật tử mà nghe gì rồi, ngày 16 á, tháng 11 âm lịch tổ chức với Di Đà bên Đại Tùng Lâm. Chúng ta ở xa gì cũng là khoảng 4 giờ chiều chúng ta có mặt ở hộ pháp mình để đồ đây cũng được. Rồi đi qua bên Đại Tùng Lâm. Qua bên đó xong mình tổ chức xong mình về lại hộ pháp mình ngủ. Sáng mai ngày 17 là nguyên một ngày đó là chúng ta sẽ tu ở chùa mình đây. Những đức sẽ điều tiết cái chương trình y rang ngày với Quan Âm Bồ Tát vậy đó. Thì quý vị tu được cả ngày đó rồi chiều chùa mình tổ chức với Di Đà luôn. Là buổi chiều khoảng 9 giờ 30 là xong chương trình ngày 17 tháng 11 với Phật A Di Đà ngay tổ đình hộ pháp, là chương trình ngày đó là ngày cuối cùng của bên Đại Tùng Lâm và bên đây, là hai ngày, ngày 16 ngày 17 đó. Nhưng mà ngày 16 quý vị cố gắng hưng khởi rủ người đi tổ chức lần đầu tiên bên Đại Tùng Lâm, chúng ta sẽ lễ Phật rồi xong đi kinh hành. Nó có nghĩa là chương trình là điểm chính là tu hành rồi làm lễ phóng sanh. Quý vị khắp nơi nơi nghe gì rồi chúng ta tập trung về dự chương trình vía Phật A Di Đà. Chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật ngay ngày lễ của ngài, rủ người đến để dự chương trình này. Như vậy là nhân duyên vô cùng thù thắng, và chúng ta nương vào nguyên một cái hội chúng tu tập đó cầu siêu cầu an cho người thân của mình vô cùng thù thắng, như là mỗi tuần chủ nhật này cũng vậy. Nên là nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả mọi người chúng ta khi gặp được Phật pháp, nhất là pháp môn Tịnh Độ này, chúng ta có lòng tin vững chắc một đời này nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật và nhất hướng chuyên nguyện sanh về thế giới cực lạc. Một tiêu chuẩn này và hẹn gặp nhau ở đâu? Thế giới cực lạc. Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây nha. Quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở chùa mình mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni và quý Phật tử về chùa tu học rất là đông. Chúng ta nương vào toàn thể đại chúng niệm Phật này, nghe pháp rồi được cúng đĩa thực phóng sanh này. Quý vị biết rằng là chúng ta hiện hữu là những người sống chúng ta thấy, còn những người mất rồi từ cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai rồi chúng ta không thấy, nhưng mà rất là nhiều họ chưa được siêu thoát, họ khổ lắm. Nên cái quay lực mà đạo tràng niệm Phật đông gì nó có một cái sức cầu an cầu siêu cho người còn sống người chết đặc biệt lắm. Nên này chúng ta mỗi tuần về đây tu chúng ta hồi hướng cho người thân của mình và các bé nhỏ mà về đây mà được nghe niệm Phật rồi được làm lễ phóng sanh này nè, các cháu nó lớn lên nó thông minh và nó khỏe lắm. Từ nơi đó mà cái đạo tràng niệm Phật như vậy rất là thù thắng. Nên quý vị mỗi tuần sắp xếp được về đây chúng ta cộng tu cái công đức niệm Phật này á, mà chư tổ nói rằng là dù một ngày có làm được nhiều tiền cũng không bằng ở trong đạo tràng niệm Phật này. Chúng ta đem công đức tu tập này nguyện hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng, nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc
Và mọi người nghe Phật Pháp, cố gắng niệm Phật, gia đình quý vị luôn luôn được hạnh phúc. Và sống trong hoàn cảnh nào cũng cố gắng niệm Phật, vì cuộc đời chúng ta một ngày nào cũng sẽ chết một lần. Cái chỗ niệm Phật để gầy dựng khi sau này chúng ta ra đi được nhẹ nhàng, được Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho một chú này trong chùa vừa mới mất hôm qua, Lê Hùng Cường, pháp danh Diệu Âm Đức Thọ, 53 tuổi. Chú mất rất là nhẹ nhàng và có nhiều thổi tướng rất là tốt. Và cầu siêu cho bé Nguyễn Thị Văn, pháp danh Hạnh Tâm, mất ngày 26 tháng 9 2019, hưởng dương 17 tuổi. Và nguyện hồi hướng cho cụ Quyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ của tất cả quý vị Phật tử đang hiện hữu ở đây và khắp nơi nơi nghe được, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai các con về đây được nghe pháp niệm Phật, hưởng tài thọ thực phóng sanh. Nguyện hồi hướng công đức cho tất cả các con buông xuống tâm hận thù, không muốn đòi nợ cha mẹ nữa mà quyết chí niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc mới hết khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Chỉ có ở thế giới cực lạc mới được thọ mạng vô lượng, không còn già, bệnh và chết nữa. Đó là thế giới cùng cực an vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đằng Phật tự chúng ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến tập phương nhất tiên từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đăng dự tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngũ tình chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiên tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiệt, ngà đăng dự ngũ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đăng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhất tiết, ngà đăng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Một lục lăng ta bà ha, một lục lăng ta bà ha, ta bà ha á ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, á ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiều thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá tăng tam bồ tát, nam mô xá tăng tam bồ tát, nam mô xá tăng tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá tăng tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá tăng tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá tăng tam bồ tát, nam mô xá tăng tam bồ tát, nam mô xá tăng tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con này xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta mỗi tuần cúng thí thực gì chư hương linh được hưởng tài thọ thực, nhưng điểm chính là phải cố gắng niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Chú Diệu Âm Đức Thọ, chú mắc hôm qua ở chùa chúng ta, các cụ thường trụ sắp xếp được thì cứ ra niệm Phật cho chú. Ngày mai lúc 7:30 sẽ đưa chú lên đài quả táng. Người thân trong gia đình đến đây, cố gắng chúng ta thương người thân của mình, chúng ta cố gắng vào vòng hộ niệm, niệm Phật cho chú. Lúc còn sống thì chia cho nhau chén cơm manh áo, nhưng khi mất rồi thì cái thứ này vô dụng. Chúng ta chỉ có niệm Phật để mong cảnh giới của họ càng ngày càng tốt đẹp. Đó là mình thương người thân mình là trồng cái nhân, để sau này cuộc đời của mình khi thọ mạng đến, người ta cũng sẽ giúp cho mình được niệm Phật như vậy. Đây là chỗ tốt nhất. Nhớ rằng đi về đây chỉ có niệm Phật thôi. Chúng ta không quan trọng tiền bạc gì hết, chỉ có mục tiêu là giúp cho người thân của mình niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Những đức thấy chú Đức Thọ này tuy là còn sống nghiệp lực rất nặng, nhưng nhờ tu mấy năm nay trong chùa mà khi chú đi rất nhẹ nhàng và thọ tướng rất là tốt, và có những cái điều mà lành rất là hay. Mấy cái ngày hộ niệm, lúc nào trên bầu trời cũng mây ngũ sắc đồ, nhìn thấy rất là đẹp, có cầu vồng một đêm hôm. Đây là cái chỗ mà người mắt mà rất là tốt. Và thấy rằng quý vị thấy cái người mắt ở nhà mình thấy khóc lóc buồn khổ lắm, nhưng mà khi mà mình vô chùa mình thấy người ta mắc, mà cái người vợ người ta luôn luôn niệm Phật cho người ta, mà còn phiên những người đi đến đây đừng khóc nữa, thì mình thấy điều này là tốt. Còn nếu như người thân mình mắc mà mình khóc la, tuy biết rằng là người thân nhất định mình thương, nhưng mà mình khóc không có giúp được cho người ta, mà mình còn hại cái cảnh giới người ta, càng khổ đau thêm nữa. Đây là chỗ người thân phải hiểu để như thế nào nguyên lý giúp cho người thân của mình là đúng, để đưa người ta đi đến cảnh giới tốt đẹp nha. A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Liên Tòa Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình Hậu Pháp Pháp Bồ Đề Tâm, mua các loại chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay chúng ta mua các loại chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh, quy tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được vô ngôi tam bảo, được nghe niệm Phật, được nghe pháp môn tịnh độ. Nguyện cho tất cả chúng sanh, những loài chim này phát tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Tất cả chúng sanh chim hay ruồi, mũi, kiến chỉ cần nghe được câu Phật hiệu, phát tâm niệm Phật và muốn về thế giới cực lạc, thì tức khắc Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn quý vị về thế giới cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Những chúng sanh này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ra chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.